Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 69. Trong đó có một cường giả vị chi cảnh chính là Lâm Hải, bán bộ vị chi cảnh có chừng 7 người, đăng phong cảnh lại đến tận 13 người. Có thể nói chính là thế lực mạnh nhất trong cả ba. Bầu không khí im lặng bao trùm khắp điện. Diệp Huyên ngồi ở vị trí chủ tọa, cách đó không xa là Huyền Hoàng chủ. Chiến sự đã kết thúc, nhưng vấn đề lại trỗi lên. Phải phân chia đại thế giới Huyền Hoàng lại thế nào cho hợp lý? Ngoài ra, quan hệ giữa họ rốt cuộc là kết minh hay là thần phục Diệp Huyên? Thần điện thì không phải nói, khi nào thần hồn còn nằm trong tay hắn, bọn họ chắc chắn sẽ chọn vế sau. Nhưng những bên còn lại thì không nguyện ý làm vậy, bởi vì một khi quy thuận, gia tộc của họ sẽ trở thành thuộc hạ của người khác. Mà chẳng ai lại muốn như vậy cả. Đúng lúc ấy, Diệp Huyên đột ngột lên tiếng, chư vị, ta sẽ không chơi trò vòng vo tam quốc với các vị nữa. Ta có ý này, chúng ta cùng nhau kết thành một liên minh, tên gọi Bắc Minh, tiến thoái có nhau, các vị thấy thế nào? Liên minh ư? Những người khác trố mắt nhìn nhau, không ai phát biểu. Huyền Hoàng chủ cười, Diệp công tử nói trọng điểm đi, bằng không sẽ chẳng ai dám bày tỏ thái độ cả. Diệp Huyên gật đầu, nói một cách đơn giản thì chư vị không phải là thuộc hạ của Diệp Huyên ta, mỗi người là chính bản thân mình. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ đoàn kết lại, trở thành một thể thống nhất. Hắn nhìn mọi người, Bắc Minh sẽ lập ra 7 vị trưởng lão, sở hữu quyền hạn bãi nhiệm minh chủ. Không những thế mà Bắc Minh muốn làm gì đều phải thông qua ý kiến của họ, chư vị thấy thế nào? Tiếng nghị luận bắt đầu nổi lên. Huyền Hoàng chủ chỉ nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Tộc trưởng Hiên Viên lên tiếng, thật ra như vậy cũng được, nhưng nếu có người muốn rút lui vào một ngày nào đó. Diệp Huyên cười, tùy theo ý muốn thôi. Ai muốn lui, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản hay hãm hại. Đối phương gật đầu, thế thì được. Bọn họ còn muốn kết minh hơn cả Diệp Huyên, bởi vì chỉ có người phía sau hắn mới có thể chống lại các thần kẻ thù trước mắt của Huyền Hoàng giới. Nếu không có hắn, một khi chúng ồ ạt tràn đến, ai sẽ có thể cản đường? Diệp Huyên gật đầu, quyết định như vậy đi. Nếu có thắc mắc gì, chư vị có thể thương lượng cùng Tiên Nhi và Tiểu Cửu. Ta thường ngày bận bịu, mọi việc đều do hai nàng giúp ta xử lý. Hắn nói xong thì rời đi. Huyền Hoàng chủ liếc theo một cái rồi cũng đứng dậy nối gót. Khi những người còn lại đang châu đầu thảo luận, Diệp Huyên và Huyền Hoàng chủ đang chậm rãi dạo bước trong hoa viên. Thấy đối phương vẫn giữ im lặng, Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta biết bà đang nghĩ gì. Huyền Hoàng chủ cười cười, hỏi lại, ta nghĩ gì? Dã tâm của bà rất lớn. Bà ta khẽ cười, có dã tâm cũng không phải là xấu, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ta nói luôn cho bà hay, ta không ôm mộng quyền lực, sẽ không đảm nhận chức minh chủ nhiệm kỳ kế tiếp. Huyền Hoàng chủ nhìn hắn, tiểu thất. Hắn chỉ cười, nàng ấy thì ta không biết. Tiểu thất vẫn khá là để ý quyền lực, hay nói đúng hơn là nàng ấy muốn khiến thần quốc trở nên hùng mạnh hơn, vì vậy Diệp Huyên cũng không thể đảm bảo liệu nàng ấy có muốn trở thành minh chủ vị trí có quyền lực tối cao ở đại thế giới Huyền Hoàng hiện giờ hay không. Thấy Huyền Hoàng chủ vẫn còn nhìn mình không rời mắt, hắn cười, ta vẫn chưa biết bà tên gì. Đối phương thu tầm mắt về, Lý Thanh Tuyết. Tên rất hay. Diệp Huyên vừa nói vừa tiếp tục rảo bước, Lý Thanh Tuyết lẳng lặng đi theo. Trên đường đi, hắn lại cất tiếng, Lý cô nương cho rằng vị trí minh chủ của đại thế giới Huyền Hoàng này thú vị không? Đối phương nhìn hắn, người có ý gì? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về chân trời, cho dù bà có làm minh chủ thì trong mắt một số cường giả khác, bà vẫn chẳng khác gì một con kiến hôi, không phải sao? Lý Thanh Tuyết im lặng. Khát vọng của bà không sai. Ta sẽ không thay đổi nó làm gì. Bà có thể tự mình tranh cử cho chức minh chủ nhiệm kỳ sau, mà ta cũng sẽ không trợ giúp tiểu thất, ai được số đông chọn thì người ấy thắng. Còn ta thì chắc chắn sẽ không làm, bà có thể yên tâm. Sau một hồi im lặng, Lý Thanh Tuyết mới nói, người cũng biết chức minh chủ này tương đương với nắm cả đại thế giới Huyền Hoàng trong tay. Diệp Huyên chỉ bật cười mà không nói gì, tiếp tục đi về trước. Lý Thanh Tuyết đứng tại chỗ trong im lặng, dần ngộ ra ý mà hắn muốn nói. Diệp Huyên tuy không phải minh chủ nhưng có ai ở đại thế giới Huyền Hoàng này dám động đến hắn không? Tạm thời không nhắc đến người sau lưng,
chỉ bản thân hắn thôi cũng đã kinh khủng lắm rồi. Đến thần sử Kiều Thiên Nhi mà còn bị hắn đánh bại trong chớp mắt. Tất cả nằm ở hai chữ thực lực. Khi đạt đến một trình độ nhất định, người có thể xem thường hết thảy. Đứng lặng tại chỗ một hồi, Lý Thanh Tuyết xoay người rời đi. Sau khi trở lại đại điện của mình, Diệp Huyên tiến vào tháp giới ngục. Nơi đó, có một cô gái tóc trắng đang ở tầng thứ nhất, không phải ai khác ngoài Kiều Thiên Nhi kia. Diệp Huyên không trực tiếp dùng tháp giết ả ta mà là dùng chữ tù giam cầm tại đây. Thấy hắn đi đến, ả ta lạnh nhạt nhổ ra, gì? Diệp Huyên cười, Kiều cô nương hẳn đã biết chuyện xảy ra bên ngoài. Kiều Thiên Nhi nhẹ giọng đáp, ngươi thắng. Không biết Kiều cô nương có kế hoạch gì không? Kế hoạch ư? Một tia mờ mịt thoáng qua trong mắt Kiều Thiên Nhi. Toàn bộ tín ngưỡng của ả ta đã sụp đổ khi nhìn thấy thần bị cô gái kia chém rơi thủ cấp. Tựa như những gì ả ta nói, thì ra thần cũng chỉ đến thế thôi. Nghĩ vậy, Kiều Thiên Nhi lắc đầu cười, muốn giết, muốn xẻo cứ tự nhiên. Diệp Huyên ngồi xuống trước mặt ả ta, Kiều cô nương là người thông minh, vì sao lúc này lại bỗng dưng hồ đồ thế? Đối phương ngẩng lên, thế nào? Cô không cho rằng hiện giờ chỉ mới là bắt đầu thôi sao? Kiều Thiên Nhi chỉ nhìn hắn chằm chằm. Diệp Huyên cười nói, khi rời đi, Thanh Nhi đã chém đứt giới hạn của thế giới này. Nói cách khác, cường giả ở thế giới này về sau sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế nào nữa. Với cường giả cấp cao như cô mà nói, hẳn phải biết, không phải chịu bất kỳ ràng buộc gông xiềng nào nữa, có ý nghĩa như thế nào. Thấy ả ta vẫn im lặng, Diệp Huyên cũng không tiếp tục nói nhiều. Ả ta là một người thông minh, sẽ hiểu những gì hắn muốn nói. Nhưng tất nhiên, quan trọng là phải xem ả ta có muốn sống hay không. Diệp Huyên sẽ không giữ lại một kẻ thù. Một hồi sau, Kiều Thiên Nhi nhìn hắn, điều kiện là gì? Xem ra ả ta muốn sống. Diệp Huyên mỉm cười. Cũng phải thôi, nếu có thể sống thì ai lại muốn đi chết bao giờ? Kiều cô nương hẳn là hiểu. Kiều Thiên Nhi nói, ta không muốn làm nô lệ của kẻ khác. Diệp Huyên đi đến trước mặt ả ta, ta cũng không muốn cô nương làm nô lệ của ta. Chỉ cần cô nương đi theo hỗ trợ ta trong 3 năm, sau đó cô có thể tự do rời đi, ta sẽ không ngăn cản. 3 năm. Đôi mày Kiều Thiên Nhi nhíu lại. Diệp Huyên cười, trong mắt ta, tín ngưỡng vào thần của cô trước kia mới là nô lệ. Ta không muốn cô thần phục ta nữa, chỉ đi theo ta là được rồi, cô vẫn là chính cô, có hiểu không? Hắn khựng lại một chốc, cô đã là người tự do. Sau một hồi trầm mặc, Kiều Thiên Nhi nói, được. Diệp Huyên vung tay lên, chữ tù đỏ trói trên đầu ả ta biến mất, Kiều Thiên Nhi lại có được tự do. Ả ta lên tiếng, ngươi không sợ ta đổi ý sao? Cô sẽ không làm vậy, hắn chỉ cười. Vì sao? Bởi vì cô xem thường việc đó. Kiều Thiên Nhi không nói gì. Như Diệp Huyên đã nói, cường giả có niềm kiêu hãnh của một cường giả, Kiều Thiên Nhi cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Chết thì có thể, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thấp kém như đổi ý. Bởi vì, như Diệp Huyên nói, ả khinh thường việc đó. Diệp Huyên cười, Kiều cô nương đã có lại tự do. Kiều Thiên Nhi nhìn bốn phía một hồi rồi hỏi, đây chính là báu vật ngũ duy kia. Thấy hắn gật đầu, ả tiếp tục, ta tham quan một chút được chứ? Diệp Huyên bật cười, có gì không được, nhưng trước tiên phải ra ngoài đã. Nói xong, cả hai rời khỏi tháp giới ngục, hắn vung tay lên, tòa tháp lập tức xuất hiện trước mặt Kiều Thiên Nhi. Bất thình lình, ánh mắt ả ta nhìn hắn lạnh đi. Thấy ánh mắt Kiều Thiên Nhi lạnh đi, Diệp Huyên chỉ cười mà không nói gì. Nào ngờ ả lại không ra tay, hắn mỉm cười hỏi, sao vậy? Kiều Thiên Nhi lắc đầu, Diệp Huyên, đừng bao giờ thăm dò nhân tính, đặc biệt là nhân tính của phụ nữ. Bằng không sẽ có ngày ngươi thua đến không còn manh giáp. Ả nói xong thì rời đi, để Diệp Huyên im lặng đứng tại chỗ. Nhân tính ư, thường thì nhân tính sẽ không chịu được thăm dò. Một hồi sau, Diệp Huyên cũng đi. Đại thế giới huyền hoàng đã trở lại bình tĩnh, các thế lực lớn cũng đang nhanh chóng phát triển. Đặc biệt là bắc cảnh của Diệp Huyên, có thể nói rực rỡ như mặt trời ban trưa. Hắn đã không còn đối thủ ở đại thế giới huyền hoàng này nữa, nhưng chừng nào những vị thần kia còn chưa biến mất, hắn sẽ không lơ là.
Sau khi trải qua nhiều việc như vậy, hắn cũng hiểu ra một điều, khi nào còn chưa nắm được sức mạnh tuyệt đối trong tay, cuộc đời của hắn sẽ không thể nào yên ổn. Trừ khi từ bỏ tháp giới ngục. Nhưng thật ra cho dù có từ bỏ thì mọi chuyện cũng chưa chắc đã kết thúc, bởi vì nơi có người thì sẽ có tranh giành. Nếu không muốn bị cuốn vào vòng xoáy thì chỉ có thể giành được sức mạnh tột đỉnh, khiến kẻ địch không dám chĩa mũi dùi vào. Đường vẫn còn rất dài. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên đi lên một đỉnh núi cao, dừng chân lại ở nơi có thể nhìn thấy một nửa tòa Thiên Giang Thành. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến một người con gái duy nhất. Thanh Nhi. Nàng ấy một mực chiếm cứ tâm trí của hắn, mãi không rời đi. Đại ca ơi. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ sau lưng. Diệp Huyên quay lại, thấy một cô bé đang hớn hở lao đến. Còn có thể là ai khác ngoài Diệp Liên. Diệp Huyên mỉm cười, vươn tay ra. Diệp Liên chạy đến kéo lấy tay hắn, huynh đang nghĩ gì đó. Hắn cười, nghĩ về một vị tỷ tỷ. Cô bé tròn xoe mắt, là vị tỷ tỷ chỉ vung kiếm là đã giết chết vị thần gì gì kia sao? Thấy ca ca gật đầu. Diệp Liên khẽ nói, đại ca, tỷ ấy lợi hại quá chừng luôn. Diệp Huyên không khỏi bật cười, nếu Liên Nhi cố gắng tu luyện thì sau này chắc chắn sẽ cũng lợi hại như vậy. Cô bé nghiêm túc đáp, muội sẽ nỗ lực hết mình. Diệp Huyên dịu dàng xoa đầu muội muội, huynh muội chúng ta cùng nhau nỗ lực nhé. Diệp Liên hớn hở cười, đại ca ơi, tiên đạo tông của muội đã có hơn 200 người rồi đó. Hơn 200 ư? Lợi hại. Lợi hại lắm, hắn không khỏi bật cười. Có thể nói Tiên Đạo Tông là thế lực đặc biệt nhất trên toàn đại thế giới huyền hoàng, bởi vì tông chủ của nó chính là muội muội của Diệp Huyên. Mà ai cũng biết Diệp Huyên thương yêu chiều chuộng Diệp Liên thế nào, vì vậy rất nhiều người đều muốn được gia nhập Tiên Đạo Tông. Thứ quan trọng nhất trên đường tu hành chính là tài nguyên, mà chỉ cần đi theo Diệp Liên ở Tiên Đạo Tông, ắt sẽ được hưởng tiền đồ vô lượng. Diệp Liên nhẹ nhàng dựa vào người Diệp Huyên. Khẽ hỏi, đại ca ơi, bà ấy đi đâu rồi? Hắn ngẩn người một giây, sau đó lập tức biết muội muội đang nhắc đến ai. Độc Cô Huyên, kể từ ngày hôm ấy rời đi, cho đến giờ họ không hề nhận được tin tức gì về bà. Diệp Huyên cũng nhờ Thượng Quan Tiên Nhi hỗ trợ thăm dò, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Chân mày hắn khẽ nhíu lại, hắn luôn cho rằng Độc Cô Huyên có gì đó khá bí ẩn, không hề đơn giản chút nào. Sau một hồi im lặng, hắn nhẹ giọng nói, chốc nữa huynh sẽ nhờ Tiên Nhi tỷ tỷ giúp tìm tiếp nhé. Diệp Liên gật đầu, đại ca, phụ thân chúng ta là ai? Cha ư? Diệp Huyên sửng sốt. Độc Cô Huyên chưa một lần đề cập về người này, vì vậy Diệp Huyên cũng không khỏi tò mò cha hắn rốt cuộc là ai. Nhưng hắn lắc đầu cười, thôi, không nghĩ những chuyện này nữa. Dù sao thì muội ở đâu, nơi đó mới là nhà của huynh. Diệp Liên nở một nụ cười ngọt ngào, tựa đầu vào người ca ca. Đúng lúc ấy, một cô gái đi đến từ sau lưng Diệp Huyên. Chính là Giản Tự Tại. Thấy Diệp Huyên quay lại nhìn, nàng ta thấp giọng nói, ta phải đi rồi. Diệp Huyên ngẩn ra, đi đâu? Đối phương cười, đi làm chút chuyện. Thấy hắn im lặng, nàng ta tiếp lời, trong khoảng thời gian sắp tới, những tên thần kia sẽ không làm ra động tĩnh gì lớn. Ngươi cần tranh thủ đề cao thực lực bản thân, biết chưa? Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Giản Tự Tại vỗ vai hắn, cười nói, ngày sau gặp lại. Sau đó, nàng ta biến mất ở cuối chân trời. Ra đi không một lời quyến luyến rông dài. Tên là Giản Tự Tại, sống một đời cũng tự tại như vậy. Diệp Huyên nhìn về chân trời, mỉm cười, ngày sau gặp lại, tỷ tỷ. Đúng lúc ấy. Thượng Quan Tiên Nhi đi đến trước mặt hắn, đạo môn đã đến. Diệp Huyên nhíu mày. Lần trước, khi hắn và thần điện quyết chiến, đạo môn không hề có bất kỳ động tác gì. Hắn nhàn nhạt hỏi, có nói lý do không? Họ muốn gặp ngài. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Huyên nói với họ ta không rảnh. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn hắn rồi gật đầu, xoay người rời đi. Nào ngờ Diệp Huyên gọi giật lại, khoan đã. Vẫn nên đi gặp một chút vậy. Đạo môn vốn không có nghĩa vụ phải giúp hắn, vì vậy hỗ trợ hay không đều là lựa chọn của họ. Huống chi họ cũng từng giúp hắn trước kia, không thể chỉ vì lần này mà quên mất ân tình được. Khi đi cùng Thượng Quan Tiên Nhi đến Vương Điện,
Diệp Huyên nhìn thấy đại trưởng lão đạo môn. Ông ta ôm quyền, Diệp Vương. Diệp Vương. Thân phận của Diệp Huyên hiện nay đã không hề đơn giản chút nào, ngay cả đạo môn cũng không dám khinh khi, ngoài ra về mặt lễ nghi thì vẫn phải tôn trọng nhau. Hắn là người đứng đầu hầu hết toàn bộ cường giả ở đại thế giới huyền hoàng. Trước tiên khoan nói đến người sau lưng, chỉ nội thực lực và những người đứng bên hắn thôi cũng đủ để khiến người khác kiêng dè. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên cười, đại trưởng lão hẳn là đến tìm tiểu thất. Đối phương suy nghĩ một hồi rồi nói, tiểu thất đang bế quan, không thể gặp mặt. Vậy đại trưởng lão đến là vì chuyện gì? Thật sự không dám giấu giếm, lần này ta đến là có chuyện muốn nhờ vả Diệp Vương. Diệp Huyên cười, nói thử xem nào. Đại trưởng lão hạ giọng, chúng ta muốn mảnh đất thiên môn của thần điện. Đôi mắt Diệp Huyên khẽ nheo lại. Mảnh đất ấy có thể xem như nơi tập trung linh khí thuần khiết nhất đại thế giới huyền hoàng, hơn nữa lại còn từng là căn cứ thần điện, sở hữu rất nhiều tử khí bản nguyên, một thứ cực kỳ quan trọng với các cường giả đăng phong cảnh. Tóm lại, đó là nơi đắc địa nhất toàn bộ đại thế giới huyền hoàng. Tuy Thanh Nhi đã phá hủy cấm chế quanh thế giới nhưng tử khí bản nguyên ngày một ít đi, phần lớn đã bị những tên thần kia lấy mất, số ít còn lại đều tập trung ở thiên môn này. Sau trận đại chiến, mảnh đất ấy vẫn luôn vô chủ. Huyền Huyễn chủ lẫn các thế lực như gia tộc Hiên Viên đều có ý định thâu tóm nó nhưng đều không mở miệng. Bởi vì theo lý thì nó thuộc về Diệp Huyên. Hắn đã phân phát báu vật trong đó cho các thế lực, nếu họ còn mở miệng đòi mảnh đất này thì đúng là lòng tham không đáy. Mà Diệp Huyên lại không ngờ đạo môn vừa mở miệng ra đã chỉ đích danh nó. Hắn chỉ cười mà không nói. Đại trưởng lão mở miệng, Diệp Vương, nơi này rất quan trọng với đạo môn, chúng ta phải có nó. Đại trưởng lão đang uy hiếp ta sao? Thấy hắn mỉm cười, đại trưởng lão khẽ biến sắc, vội nói, tất nhiên không phải. Chúng ta không muốn là địch với Diệp Vương, chỉ là nơi ấy thật sự vô cùng quan trọng với đạo môn chúng ta. Diệp Huyên bật cười, đại trưởng lão đang suy nghĩ gì vậy? Ta thấy những báu vật và linh thạch trong đạo môn cũng quan trọng với ta lắm, có phải đạo môn cũng nên cho ta hay không? Sắc mặt đại trưởng lão có mấy phần khó xem. Đại trưởng lão à, nơi đó không phải vật của riêng Diệp Huyên ta, mà là nơi được cường giả Bắc Cảnh dùng mạng đổi lấy. Dùng mạng đổi, ông hiểu ý ta chứ? Đối phương tất nhiên hiểu, vì vậy sắc mặt càng thêm xấu xí. Đạo môn đã không ra tay tương trợ gì trong trận chiến với thần điện, vậy mà bây giờ lại muốn chiến lợi phẩm đắt giá nhất Bắc Cảnh. Đại trưởng lão thấp giọng thở dài, Diệp Vương, đạo môn chúng ta cũng không phải đòi không. Nếu ngài bằng lòng cho chúng ta mảnh đất ấy, từ nay về sau, đạo môn ta sẽ kết minh cùng Bắc Cảnh, chúng ta. Diệp Huyên ngắt lời lão, ta không cần. Đại trưởng lão xứng lại, chỉ thấy hắn nhìn mình chằm chằm, ta không cần đạo môn. Sắc mặt lão ta khó coi vô cùng, Diệp Vương, bên tiểu thất. Diệp Huyên đi đến trước mặt lão, bây giờ ta là Bắc Cảnh Vương, cho dù tiểu thất có đồng ý, ta cũng sẽ không. Sau này khi chức minh chủ đổi người, có thể nàng ấy sẽ lên làm, khi đó các người có thể đi tìm tiểu thất mà thương lượng. Nhưng ta đề nghị bây giờ thì không nên. Bởi vì Bắc Cảnh hiện giờ do Diệp Huyên ta làm chủ. Nói xong, hắn quay sang thượng quan Tiên Nhi, chiêu đãi đại trưởng lão cho tốt, đừng chậm trễ. Cô gái gật đầu, vâng. Diệp Huyên nhìn đại trưởng lão, ta bề bộn công sự, không tiếp đại trưởng lão được, cáo từ. Nói xong đã lập tức biến mất, để lại lão già với gương mặt âm trầm đứng trong điện. Thượng quan Tiên Nhi lên tiếng, các hạ, vương của chúng ta không vui lòng. Các hạ tốt nhất đừng làm ra việc gì, bằng không sẽ khó mà giải quyết. Sau một hồi trầm mặc, đại trưởng lão rời đi. Thượng quan Tiên Nhi nhìn theo, khẽ lắc đầu. Nàng ấy đã cảm nhận được Diệp Huyên thật sự tức giận. Ngày thường hắn thường xuyên cười đùa giỡn hớt, nhưng một khi lửa giận đã bốc lên thì mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng vô cùng. Đại thế giới huyền hoàng vừa định hình trở lại, nàng không muốn để xảy ra bất kỳ chuyện gì khác. Một hồi sau, Thượng quan Tiên Nhi bỗng nói, truyền lệnh, theo dõi nhất cử nhất động của đạo môn. Không thể không có tâm phòng người được. Trong bóng tối, một cái bóng lặng lẽ rời đi. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi đại điện, A Tội bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, hỏi, tiểu hữu, mọi chuyện kết thúc rồi chứ?
Hắn gật đầu, cũng giải quyết xong cả rồi. Vậy thì phiền tiểu hữu theo ta một chuyến. Tiền bối, chúng ta đi cứu ai? Nghe hắn hỏi, A Tội nhẹ giọng đáp, một vị địa tiên. Địa tiên? Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tiền bối, địa tiên gì cơ? A Tội chỉ hỏi, vừa đi vừa nói chứ. Diệp Huyên gật đầu, được. Hai người nhanh chóng rời khỏi Thiên Giang Thành, bước vào vũ trụ. Diệp Huyên ngự kiếm mà đi, sóng vai bên cạnh là A Tội. Hắn cười, tiền bối, địa tiên là gì vậy? Sau một hồi suy nghĩ, đối phương mới đáp, là một cảnh giới đặc biệt. Cảnh giới đặc biệt, chân mày Diệp Huyên nhíu lại. A Tội gật đầu, một cảnh giới đặc biệt nằm trên vị chi cảnh, chỉ có trong truyền thuyết. Trên vị chi cảnh chính là tạo cực, khi thể xác và linh hồn hòa làm một thể kháng khít nhất, đạt đến giới hạn cao nhất của bản thân. Nói một cách đơn giản thì cường giả ở cảnh giới này có thể xác và linh hồn được dung hợp một cách hoàn hảo, bên nào cũng mạnh mẽ vô cùng. Chỉ cần họ không muốn chết thì sẽ rất khó để chết. Gã người hầu áo trắng của thần ở thần điện kia, hẳn cũng đạt đến cảnh giới này. Khi hắn vừa ra tay, sức mạnh của linh hồn và thể xác gần như đã hoàn toàn hòa vào nhau. Ông ta hơi khựng lại trước khi tiếp lời, nếu không phải hắn gặp đúng người hắn không nên gặp, có lẽ tất cả chúng ta hợp sức lại cũng không thể giết hắn. Thanh Nhi. Diệp Huyên lắc đầu cười cười. Ngay cả thần đều bị nàng chém phăng thủ cấp thì nói gì đến tạo cực chứ. A Tội lại lên tiếng, mà vị địa tiên này, chính là người đã đạt đến tạo cực, sau đó tiếp tục đột phá khỏi cảnh giới của phàm nhân, đạt đến địa tiên cảnh trong truyền thuyết. Diệp Huyên hỏi, đó chính là phía trên tạo cực ư? Đối phương gật đầu, trên tạo cực chính là địa tiên. Đạt đến cảnh giới ấy đồng nghĩa với việc thân thể đã hoàn toàn thoát ly khỏi xác phàm. Cường giả cảnh giới này chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể hủy diệt một thế giới tùy thích. Hơn nữa cũng rất khó để ám sát, ít nhất phải có thần binh lợi khí trong truyền thuyết mới có thể gây tổn thương đến thể xác họ. Diệp Huyên bỗng hỏi, tiền bối, cô gái váy trắng và cô gái một kiếm chém chết thần kia, cảnh giới của họ là gì? Nào ngờ A Tội lặng thinh, khiến hắn không thể không dục, sao vậy? Đối phương chỉ lắc đầu, ta không biết cảnh giới của họ là gì. Họ mạnh đến mức bất thường. Bất thường. Diệp Huyên lắc đầu cười xòa. Quả thật là cô gái váy trắng lẫn Thanh Nhi đều mạnh quá đỗi. Trong ấn tượng của hắn, bọn họ chỉ cần vung ra một kiếm khi đối mặt kẻ địch, không cần đến kiếm thứ hai. Chính vì vậy, sức mạnh thật sự của họ vẫn luôn là một dấu chấm hỏi, hoàn toàn không biết giới hạn ở đâu. Diệp Huyên thu lại luồng suy nghĩ, tiếp tục hỏi, tiền bối A Tội à? Tên thần trước kia là cảnh giới gì? A Tội trầm ngâm một lát mới nói, người này chưa từng ra tay, ta không rõ. Chưa từng ra tay ư? Sắc mặt cả hai trở nên hơi quái dị. Thân là một vị thần, vậy mà cơ hội ra tay cũng không có. Nói đúng hơn là vừa ra tay đã bị tiêu diệt ngay tức khắc, vậy thì làm sao mà biết được thực lực của đối phương? A Tội lắc đầu, từ ngày nhìn thấy hai người con gái đó. Ông ta bỗng phát giác mình như đang quanh quẩn ở thôn Tân Thủ trong truyền thuyết, tức chỉ đang chập chững ở những bước đầu của võ đạo. Chẳng lẽ là ảo giác? Bỗng giọng Diệp Huyên vang lên, tiền bối, hiện nay thần điện là thế lực mạnh nhất ở vũ trụ tứ duy đúng không? Sao có thể? A Tội quay phát sang nhìn hắn, thần điện đúng là rất mạnh nhưng họ cũng không phải người mạnh nhất ở vũ trụ tứ duy này. Diệp Huyên vội hỏi, vậy còn có thế lực khác sao? Đối phương gật đầu, theo ta biết thì còn có hai nơi nữa không phân cao thấp với thần điện. Một là vùng cấm sinh mệnh nằm ở tinh vực sinh mệnh, rất rất xa nơi này, nghe nói vị sinh mệnh chi chủ của nơi này đã hai lần xông qua vũ trụ ngũ duy, thực lực. E rằng đã khủng bố đến cực hạn. Có lợi hại bằng cô gái váy trắng không? Câu hỏi của Diệp Huyên khiến A Tội do dự một phen, có lẽ không? Hắn gật gù, nơi thứ hai thì sao? Ông ta khẽ nói, lưỡng giới thiên. Diệp Huyên cau mày, đó là nơi nào? Là nơi tụ họp của gần như toàn bộ cường giả đứng đầu vũ trụ tứ duy, đến đây để hướng về vũ trụ ngũ duy. Đó là một nơi tràn ngập u buồn. Rất nhiều cường giả đã tiến vào ngũ duy, vài người sống sót, nhưng phần lớn là bỏ mạng. A Tội tiếp lời sau một thoáng dừng lại, người ta sắp đưa ngươi đến gặp là người đã từng tiến vào ngũ duy, nhưng vì thất bại mà thể xác bị hao tổn. Diệp Huyên thấp giọng hỏi, địa tiên có thể vào ngũ duy sao?
A Tội bật cười, đột phá bản thân, theo đuổi cực hạn. Nếu con người không tự ép mình thì vĩnh viễn sẽ không biết mình tài giỏi đến mức nào. Nói cũng phải. Diệp Huyên gật đầu, vô cùng tán thành những lời này của A Tội. Tiềm năng của con người là vô cùng vô tận, nhưng thường chỉ có thể kích phát trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Nếu không có sự trợ giúp của cô gái váy trắng và Thanh Nhi, e rằng hắn đã chết cả trăm lần rồi. Nhưng A Tội lắc đầu, hiện nay, người không thể chống lại sức mạnh của thần điện. Nhưng trong tương lai, thần điện sẽ không thể đụng một ngón tay đến ngươi. Để xem bọn họ có để ta sống đến ngày ấy không. Cũng phải, nếu ta là thần điện, tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi tiếp tục trưởng thành. A Tội gật đầu, đường tương lai gập ghềnh, tiểu hữu còn phải cố gắng nhiều. Diệp Huyên tuét miệng cười, đó là tất nhiên. Nói rồi, hắn dõi mắt nhìn vào lòng vũ trụ, vị tiền bối địa tiên này dễ tính không? A Tội nhìn sang, trước kia có lẽ hơi khó ở, nhưng bây giờ hắn hẳn là không dám. Hắn sẽ không có ác ý với ngươi. Những lời của cô gái váy trắng vẫn còn khắc ghi trong đầu ông ta. Diệp Huyên do dự, ông cũng biết ta mang theo báu vật ngũ duy trên người, đối phương. Không phải hắn sợ bóng sợ gió, mà là lỡ như cứu chúng một kẻ thù thì lại chẳng mất toi công sức. Không đâu, A Tội cười rồi nhìn về phương xa, đến rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông được quấn trong vải liệm cách đó không xa. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một tia kiếm khí hùng mạnh ẩn chứa trong người đối phương. Người đó nhìn Diệp Huyên, nói tiểu hữu, làm phiền rồi. Hắn đi đến trước mặt y, hỏi ta phải làm sao để giúp tiền bối. Chỉ cần xua đi kiếm khí trong cơ thể ta là được. Diệp Huyên gật đầu rồi xòe tay ra. Chỉ trong phút chốc, kiếm khí trong người đối phương bay vào tay hắn. Người đàn ông bọc vải liệm khôi phục tự do, một luồng khí tức hùng hậu ồ ạt tuôn trào từ cơ thể, biến mất trước khi đến gần Diệp Huyên. Y quan sát hắn một hồi rồi cười hỏi, tiểu hữu và cô gái váy trắng kia là sư đồ. Diệp Huyên nghĩ ngợi một hồi, xem như là nửa sư đồ. Hắn luôn cảm thấy mối quan hệ giữa hắn và nàng ấy không hoàn toàn chỉ là giữa sư phụ và đồ đệ, mà càng giống như người thân với nhau. Đối phương gật gù, cho dù là gì đi nữa thì cũng đa tạ tiểu hữu đã đến tương trợ. Diệp Huyên chỉ cười, chuyện nhỏ mà thôi. Nếu đã không còn gì khác thì vãn bối xin cáo từ. Thực lực giữa hắn và đối phương quá chênh lệch, vì vậy không muốn mượn quan hệ bò lên, chỉ kết thiện duyên là được. Nào ngờ khi thấy hắn rậm bước đi, người đàn ông bọc vải liệm lên tiếng, tiểu hữu chậm đã. Diệp Huyên dừng lại, xoay người, tiền bối. Chỉ thấy đối phương mỉm cười, tên ta là Quan Quân, người khác đều gọi là Quan Tiên. Diệp Huyên gật đầu, Quan Tiên tiền bối có việc gì sao? Ta sẽ không khiến tiểu hữu đi một chuyến tay không như vậy. Thế này đi, ta sắp tiến vào một bí cảnh, nếu tiểu hữu rảnh rỗi thì có thể đi cùng ta. Khi ấy có thể sẽ gặp được cơ duyên. Bí cảnh ư? Diệp Huyên hỏi lại, bí cảnh gì? Quan Quân cười, một bí cảnh đặc biệt. Ta cũng chỉ đến thử vận khí xem có đạt được cơ duyên nào hay không thôi. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi đáp, đây là chuyện tốt, vãn bối nguyện ý đồng hành cùng tiền bối. Hắn hiện nay đã đến phong đế cảnh, mà kia chính là cơ duyên. Quan Quân bật cười sang sảng, được, vậy chúng ta đi. Nói xong, ba người biến mất giữa biển sao. Chấm chấm chấm. Đại thế giới huyền hoàng. Thượng Quan Tiên Nhi và Tiểu Cửu đang cùng nhau xử lý công vụ trong đại điện. Kể từ khi các thế lực lớn kết minh với nhau, khối lượng công việc tăng lên gấp mấy lần so với trước đó. Mà Diệp Huyên và Tiểu Thất đều là dạng không quan tâm, chưa bao giờ đụng đến việc nội bộ của Bắc Minh, tất cả đều rơi vào tay hai cô gái này. Vì vậy, tuy thực lực của họ không cao nhưng lại sở hữu thân phận hết sức đặc thù ở đại thế giới huyền hoàng, không một ai dám khinh thường. Cho dù là tộc trưởng các thế lực lớn như gia tộc Hiên Viên cũng phải khách khí khi gặp mặt. Hôm ấy, đại trưởng lão Đạo Môn lại tìm đến Thiên Giang Thành. Nhưng khi lão ta vừa nhấc chân muốn bước vào đại điện, một cường giả bắc cảnh đã xuất hiện chặn lại, đây là nơi trọng địa, các hạ không thể tùy tiện xông vào. Đại trưởng lão hạ giọng, xin chuyển lời đến thần chủ thần quốc Tiểu Thất, rằng Đạo Môn đến cầu kiến. Tay cường giả lắc đầu, Tiểu Thất bệ hạ còn đang bế quan, tạm thời không thể tiếp đón. Vẫn còn bế quan ư? Đại trưởng lão nhíu mày,
nhìn vào trong điện, vậy thì hãy chuyển lời đến Diệp Vương. Tay cường giả lại lắc đầu, Diệp Vương hiện đang không có mặt trong thành, không thể gặp các hạ. Không có mặt trong thành. Đôi mắt lão già nheo lại, một hồi sau thì rời đi. Chẳng mấy chốc, lão tiến vào một cụm mây mù, nhìn một người đàn ông trung niên cách đó không xa. Người này chính là môn chủ đương nhiệm của đạo môn, Khương Võ. Đại trưởng lão đi đến trước mặt ông ta khẽ nói, Diệp Huyên không có mặt trong thành, tiểu thất đang bế quan. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Nghe những lời này của đại trưởng lão, Khương Võ lạnh lùng liếc xéo lão, người rốt cuộc ngu xuân đến mức nào hả? Đối phương sững sờ, tộc trưởng. Khương Võ nhìn tòa thiên giang thành phía dưới, nhẹ giọng nói, người vẫn chưa rõ thực lực của Bắc Cảnh hiện giờ sao? Khoan nói đến người sau lưng Diệp Huyên. Chỉ những cường giả hiện nay của Bắc Cảnh thôi đã đủ để đối phó với đạo môn ta. Hơn nữa, tên Diệp Huyên này trông có vẻ xuề xòa vô hại, không biết đứng đắn, nhưng trong xương cốt lại là một kẻ ác chính hiệu. Chúng ta đã không ra tay hỗ trợ mà còn đòi phần hơn đã khiến hắn phật ý, nếu chúng ta còn manh động nữa, e là hắn sẽ trực tiếp tiêu diệt đạo môn. Tiêu diệt đạo môn từng là việc mà Diệp Huyên có lên trời cũng không làm được, nhưng Bắc Cảnh hiện nay lại có thể làm được. Không cần cô gái bí ẩn giết thần kia ra tay, chỉ Giản Tự Tại và A Tội thôi cũng đủ để khiến đạo môn điêu đứng. Đại trưởng lão hạ giọng, chẳng lẽ chúng ta cứ thế bỏ qua? Khương Võ lắc đầu, tất nhiên là không thể bỏ qua, nhưng cũng không thể cứng rắn được mà phải mềm mỏng. Đợi khi nào tiểu thất xuất quan, chúng ta sẽ bắt đầu từ nàng. Nói xong, ông ta xoay người biến mất. Đại trưởng lão nhìn xuống thiên giang thành một cái rồi cũng đi theo. Ngay sau khi họ biến mất, một cô gái bất thình lình xuất hiện, không ai khác chính là Kiều Thiên Nhi. Đôi mắt lạnh buốt của ả nhìn theo phương hướng hai người vừa rời đi, sau đó cũng biến mất. Chấm chấm chấm. Nơi tận cùng vũ trụ, Diệp Huyên vẫn ngự kiếm đi cùng A Tội. Hắn không biết mình đang đi đâu, chỉ biết đi theo quan quân là được. Dù sao y cũng là người dễ tính, căn bản hỏi gì đáp nấy. Một đường đi theo đối phương. Hắn cũng thu hoạch được rất nhiều. Bỗng nhiên, quan quân lên tiếng, trên người tiểu hữu có món báu vật ngũ duy kia. Diệp Huyên cười, tiền bối cũng biết về nó. Y gật đầu, từng nghe qua. Đúng vậy, nó đang nằm trong tay ta. Quan quân nhìn hắn, vật này không tầm thường, rất nhiều người đều đang khao khát có nó, tiểu hữu. Chợt y như nghĩ đến gì đó, lắc đầu cười xòa. Bọn họ nếu dám đến tìm tiểu hữu thì đúng là không biết lượng sức. Vừa nghĩ đến cô gái váy trắng kia, đáy lòng quan quân không khỏi run lên. Có nàng ấy chấn giữ, những ai đến gây rối cho Diệp Huyên chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Y không có chút oán hận khi bị nàng ấy đánh bại, ngược lại còn cảm kích vì đối phương đã cho y biết cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Sau trận chiến ấy, tâm cảnh của y đã hoàn toàn thay đổi so với trước kia, từ một ly nước đầy trở thành một ly nước rỗng. Là một khởi đầu hoàn toàn mới. Quan quân thu luồng suy nghĩ lại, hỏi Diệp Huyên, tiểu hữu, nàng ấy đến từ ngũ duy sao? Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Quan quân gật đầu, đang định mở miệng thì chợt phát hiện điều gì đó mà ngẩng đầu lên. Ở trong lòng vũ trụ cách đó không xa là một cây cổ thụ hùng vĩ chọc trời. Tán lá trải rộng che khuất màn sao. Nó sừng sững đứng giữa vũ trụ, tản ra một loại khí tức kỳ lạ. Quan quân khẽ nói, chúng ta đến rồi. Diệp Huyên hạ giọng hỏi, tiền bối, kia là gì? Là cây thần sinh mệnh. Cây thần sinh mệnh, Diệp Huyên nhìn lại cây cổ thụ, chưa nghe bao giờ. Quan quân bật cười, số người biết đến nó rất ít, tiểu hữu chưa nghe qua cũng là thường. Lai lịch của cái cây này không đơn giản chút nào. Nó chính là gốc cây đầu tiên ở vũ trụ tứ duy chúng ta. Diệp Huyên kinh ngạc, gốc cây đầu tiên. Quan quân gật đầu, sở dĩ nó đặc biệt đến vậy là vì nó ôm trong lòng suối nguồn sinh mệnh, một thứ có thể chữa lành mọi vết thương trên đời. Không dám giấu giếm tiểu hữu, ta đến đây lần này là để tìm loại nước suối ấy để chữa trị thân thể và thần hồn của ta, hy vọng sẽ có thu hoạch. Nói xong, y nhấc chân đi đến. Diệp Huyên đang định tiếp bước thì quan quân lại lên tiếng, tiểu hữu dừng bước đi, ngươi hiện giờ không đối phó được gốc cổ thụ này đâu. Hắn nghe thế thì gật đầu, trở về vị trí. Khi quan quân xuất hiện trước cây thần sinh mệnh,
nó bỗng nhiên ngọ nguậy sống dậy, phun ra một luồng uy áp ngất trời về phía y. Uỳnh! Không gian bốn phía sục sôi như nước, trông đến là kinh khủng. Sắc mặt Diệp Huyên đanh lại khi nhận ra cái cây này không phải mạnh thường thôi đâu. Quan quân vung tay phải lên, tung ra sức mạnh khủng khiếp cản uy áp từ cây thần lại. Y nói, các hạ, ta chỉ xin một chút suối nguồn sinh mệnh. Nếu các hạ bằng lòng tương trợ, tại hạ nguyện thiếu một ân tình, ngày sau sẽ trả. Một gương mặt già cỗi trồi ra từ thân cây, lạnh lùng nhìn xuống, rời khỏi địa bàn của ta ngay. Quan quân trầm ngâm, các hạ không thể châm trước một lần sao? Gương mặt kia nhếch mép khinh miệt, châm trước, loài người các ngươi tham làm thành thói, chỉ cho một chút liệu sẽ thỏa mãn các ngươi sao? Quan quân thấp giọng nói, tại hạ chỉ mong một chút để chữa thương mà thôi. Gương mặt gỗ trơ trơ đáp, không, một giọt cũng không. Thấy y nheo mắt, chậm rãi siết tay lại, nó lạnh lùng phán, loài người, cho dù là ngươi ở thời kỳ đỉnh cao nhất cũng không thể làm gì, nói chi đến ngươi giờ phút này. Nếu không muốn thương thế trở nặng thêm thì tốt nhất nên rời đi ngay. Quan quân siết tay lại trong im lặng, hạ giọng nói, các hạ, thương thế của ta chỉ có thể được chữa bằng suối nguồn sinh mệnh. Nếu ta từ bỏ, thứ chờ đón ta sẽ là cái chết. Ý bảo y sẽ liều mạng một phen. Đôi mắt của gương mặt gỗ nhìn xoáy vào y, người có thể thử xem. Quan quân khẽ gật, đắc tội. Vừa dứt lời, y đã biến mất khỏi nơi đang đứng. Một khắc sau đó, một luồng sức mạnh hùng hậu ầm ầm lao về phía cây thần sinh mệnh. Uỳnh! Không gian nơi xa chấn động kịch liệt. Những cành gỗ chi chít trên cây thần bất thình lình nhào về phía quan quân, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm khắp người y trong vô số những tiếng nổ vang rền. Sắc mặt Diệp Huyên và A Tội trở nên nghiêm trọng vô cùng, bởi vì sức mạnh của cây thần này vượt ngoài sức tưởng tượng của họ quá nhiều. Bỗng nhiên, một tiếng nổ đinh tai vang lên từ nơi xa, một bóng người nhanh chóng thối lui. Đó chính là quan quân. Khi y dừng lại, khóe miệng đã được tô điểm bằng một vệt máu đỏ tươi. Y đã bị đánh bại. Đôi mắt y nhìn cây thần sinh mệnh tràn ngập vẻ kiêng kỵ, đã hiểu vì sao không có ai nhắm vào nó. Bởi vì nó quá mạnh. Cái cây kia nhìn y, nói, không tiễn. Bỗng nhiên, tầm nhìn của nó chuyển sang Diệp Huyên, một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt, con người, vì sao ngươi lại có khí tức quen thuộc với ta? Quan quân và A Tội đồng thời nhìn sang khiến Diệp Huyên ngây ngẩn. Khí tức quen thuộc ư, hắn đâu có quen biết gì nó. Cây thần bỗng vươn đến gần Diệp Huyên khiến hắn giật nảy, cũng may dường như nó không có ác ý. Nó nhìn chằm chằm hắn một phen, hỏi, trên người ngươi có khí tức của nàng. Diệp Huyên buột miệng sau một hồi ngần ngừ, ai cơ? Mặt người trên cây hỏi lại, ngươi có biết tiểu tử lông trắng không? Diệp Huyên ngớ ra, sau đó vội vàng hỏi, có phải còn rất thích ăn kẹo hồ lô không? Cây thần gật đầu, đúng rồi. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta biết. Quen lắm sao? Tất nhiên, ta còn mời nó ăn kẹo hồ lô nữa. Cây thần rơi vào im lặng một hồi rồi lại hỏi, bên người nó còn có ai nữa? Biết nó không tin mình, Diệp Huyên đáp, có một vị kiếm tu áo xanh, à, còn một cô bé có chiếc sừng trên đầu nữa, đúng không? Thấy cây thần im lặng nhìn mình, hắn gọi Tiểu Linh Nhi mang thanh kiếm trên đỉnh tháp của người đàn ông áo xanh ra. Vừa nhìn thấy nó, gương mặt trên cây biến sắc ngươi. Ngươi vậy mà lại có kiếm của hắn. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Chúng ta quen nhau mà. Cây thần lại lặng thinh, hắn đánh bạo hỏi sau một phen do dự, tiền bối à, bạn của ta bị thương, nếu không phải quá khó khăn thì các hạ có thể cho xin một ít suối nguồn sinh mệnh, để y chữa thương được không? Quan quân nghe vậy thì ngẩn ngơ, nhìn Diệp Huyên không nói gì. Sau một hồi im lặng, cây thần lên tiếng, chỉ là chút nước suối mà thôi, không khó. Quan quân. Sau đó... Hai giọt nước xanh biếc lơ lửng bay về phía y. Đó chính là suối nguồn sinh mệnh. Diệp Huyên cũng không khỏi lộ vẻ kích động, bởi vì năng lượng ẩn chứa trong hai giọt nước ấy quá thuần khiết, nếu hấp thu chắc chắn sẽ rất có lợi. Quan quân ôm quyền với cây thần sinh mệnh, đa tạ. Y thu hai giọt nước suối về, quay qua nói với Diệp Huyên, Diệp Tiểu Hữu, đại ân này không thể cảm ơn bằng lời, quan quân ta sẽ ghi nhớ ân tình này. Hắn chỉ cười, chuyện nhỏ mà thôi. Quan quân gật đầu, chúng ta đi chứ. Chậm đã. Cây thần đột ngột lên tiếng,
thấy cả ba quay lại thì nói với Diệp Huyên, ta muốn mời ngươi đến thụ điện một chuyến. Một mình ta ư? Cây thần gật đầu trước câu hỏi của hắn, sau đó trầm giọng nói khi thấy quan quân nhíu mày, ta không có ác ý với hắn, sẽ không làm tổn thương hắn. Quan quân nghĩ ngợi rồi dùng huyền khí truyền âm cho Diệp Huyên, tiểu hữu, có lẽ đây chính là cơ duyên của cậu, cứ đi theo nó đi. Nếu gặp phải nguy hiểm thì hãy báo cho ta. Diệp Huyên gật đầu rồi cùng đi về phương xa với gương mặt trên cây thần. A Tội bỗng hỏi, liệu có nguy hiểm không? Nó cũng không đến mức sẽ dùng quỷ kế. Quan quân lắc đầu, khẽ nói khi nhìn theo bóng lưng Diệp Huyên, vị tiểu hữu này không đơn giản chút nào. A Tội gật đầu tán thành. Chấm chấm chấm. Không lâu sau đó, Diệp Huyên và gương mặt trên cây đã đi đến trung tâm của cây cổ thụ, nơi một căn phòng gỗ đang tọa lạc. Bỗng, một giọng nói vang lên từ trong phòng, không ngờ lại gặp được con của người xưa ở đây. Con của người xưa? Diệp Huyên nghe mà kinh ngạc. Giọng nói ấy lại vang lên, vào đi. Hắn bước vào căn phòng gỗ, bên trong là một cô gái đang ngồi sau một tấm rèm, làm hắn không thấy rõ diện mạo của nàng. Để tỏ lễ độ, hắn cũng không dùng thần thức để thăm dò. Diệp Huyên lên tiếng, tiền bối nói vậy là có ý gì? Cô gái cười, ngươi không biết ư? Ta nên biết gì? Cái nhíu mày của hắn khiến nàng im lặng trong chốc lát, không gì cả. Nếu ngươi không biết thì ta cũng sẽ không nói, ngày sau ngươi sẽ hiểu. Diệp Huyên. Cô gái mỉm cười, nếu đã là con của người xưa thì không thể để ngươi ra về tay không được. A Thụ, đưa hắn đến tâm suối. Vẻ ngạc nhiên xâm chiếm gương mặt trên cây, nhưng nó không hề nghĩ ngợi mà lập tức gật đầu, vâng. Đoạn nó quay sang Diệp Huyên, mời các hạ theo ta. Diệp Huyên nhìn cô gái một cái trước khi cất bước theo nó, để lại nàng ta bỗng bật cười, thú vị đấy. Chấm chấm chấm. Sau khi đi theo gương mặt trên cây đến trước một đầm nước nhỏ, Diệp Huyên ngây ra như phỗng khi nhận ra thứ bên trong là gì. Suối nguồn sinh mệnh. Đầy ắp cả một đầm nước. Bảo hắn không ao ước là giả dối. Gương mặt bỗng lên tiếng, đi xuống đi. Xuống ư? Hắn ngờ nghịch lặp lại, đoạn phấn khởi reo lên, cho ta uống hết hả? Khóe mắt cây thần giật một cái, để ngươi xuống đó chui rèn thể xác, không phải để uống. Thì ra là hiểu lầm. Diệp Huyên cười trừ, nước này cũng có thể tẩy rửa thân xác sao? Gương mặt trên cây gật đầu, xuống đi. Diệp Huyên không hỏi gì nữa, trực tiếp nhảy xuống. Cảm giác đầu tiên là ấm áp tứ chi, thoải mái cả người. Gương mặt trên cây đứng một bên quan sát hắn. Bỗng nhiên, Tiểu Linh Nhi xuất hiện giữa không trung, vừa nhìn thấy đầm nước đã chớp mắt lia lịa. Diệp Huyên vội lên tiếng, đừng làm rộn. Người ta đã cho hắn vào ngâm rồi, nếu còn làm chuyện gì nữa thì lại chẳng thất đức quá. Cô bé tí hon vẫn đang chớp mắt không ngừng. Nếu dùng suối nguồn sinh mệnh này tưới linh thụ và luyện đan. Thấy đôi mắt Tiểu Linh Nhi toát ra những ngôi sao nhỏ. Diệp Huyên biết ngay cô bé sẽ không chịu bỏ qua cho đầm nước này rồi. Hắn đang định mở miệng thì Tiểu Linh Nhi đã quay phát sang nhìn gương mặt trên cây, ngươi cho ta một chút nước suối được không? Không cần nhiều đâu, phân nửa là được rồi. Hai chữ phân nửa của cô bé khiến Diệp Huyên trợn mắt há mồm. Thế mà bảo là không nhiều à? Đuôi mắt gương mặt trên cây cũng giật giật, thế mà là không nhiều. Tiểu Linh Nhi tròn xoe mắt nhìn lại, nhiều lắm sao? Chỉ một nửa thôi mà. Thấy cây thần nhìn sang, Diệp Huyên lập tức quay đầu đi, bày tỏ hắn không quen biết con bé này, làm cây thần phải im lặng. Cô bé tí hon bỗng nắm tay lại, ngươi không cho hở. Chẳng lẽ ngươi định cướp? Tiểu Linh Nhi thành thật gật đầu, ta đang định vậy á. Diệp Huyên. Gương mặt trên cây bỗng bật cười, ngươi định cướp thế nào? Tiểu Linh Nhi khẽ nói, vậy ta làm thật đó. Gương mặt trên cây bật cười, vậy làm đi, chỉ cần ngươi cướp được, nó sẽ là của ngươi. Diệp Huyên vừa há miệng ra lập tức ngậm lại. Hai mắt Tiểu Linh Nhi sáng rỡ, thật sao? Cây thần cười ha hả, thật. Đúng lúc ấy, một tòa tháp tí hon bỗng xuất hiện trên đôi tay bé nhỏ của Tiểu Linh Nhi. Một khắc sau, toàn bộ đầm nước đã biến mất không còn một giọt. Gương mặt trên cây sửng sốt. Cô bé thu tháp về. Khẽ thi lễ với nó cảm ơn. Sau đó chui tọt vào tháp giới ngục. Cây thần ngơ ngẩn một hồi mới nhìn sang Diệp Huyên, không phải.
Làm sao có thể? Đầm nước này được pháp trận bảo vệ xung quanh, cho dù là cường giả vị chi cảnh cũng không thể lặng lẽ mang nó đi trong nháy mắt được, vì vậy nó mới tự tin thốt ra những lời vừa nãy. Trong mắt cây thần, con bé này căn bản không có bản lĩnh mang nước suối đi hết, vậy mà nó lại làm được. Thấy Diệp Huyên chỉ dương mắt nhìn chứ không nói gì, gương mặt trầm giọng các hạ. Hắn bày ra vẻ vô tội, thì ngươi để cho con bé cướp. Ta có làm gì đâu. Sắc mặt cây thần trở nên âm u, các hạ, đó là... Vào lúc ấy, một giọng nói vang lên trong đầu gương mặt trên cây, khiến nó chỉ nhìn Diệp Huyên một cái rồi rời đi. Diệp Huyên, gương mặt trở lại phòng gỗ, chủ nhân, tiểu tử kia lòng tham không đáy. Cô gái đáp, là ngươi để con bé lấy mà. Ta. Sắc mặt cây thần có chút khó coi ta. A thụ, chỉ là một đầm nước suối mà thôi. Chỉ cần ngươi bình an, suối nguồn sinh mệnh sẽ vô cùng vô tận, không phải sao? Gương mặt hạ giọng, ý của chủ nhân là muốn ta kết giao với họ. Cô gái cười đáp, có biết thứ vừa lấy nước suối của ngươi đi là gì không? Thấy cây thần lắc đầu, nàng ta đáp, là bảo vật ngũ duy. Đồng tử cây thần khẽ rụt lại, là bảo vật có thể đi đến vũ trụ ngũ duy kia. Cái gật đầu của cô gái khiến nó rơi vào im lặng, không biết đang nghĩ gì. Cô gái cười nói, tốt nhất đừng tơ tưởng đến nó, bằng không ta sẽ lấy mạng ngươi. Cây thần hạ giọng, vật ấy có thể đi đến ngũ duy. Nếu ngươi dám, ta sẽ là người đầu tiên làm thịt ngươi. Cây thần lập tức biến sắc, không, không dám. A thụ, ta không cho phép ngươi làm vậy là để tốt cho ngươi. Hắn mang báu vật ngần này trên người mà vẫn có thể sống sót đến tận bây giờ, ngươi nghĩ hắn là hạng người đơn giản sao? Nếu ngươi dám ngo ngoe, e rằng đến chết cũng không biết chết thế nào. A thụ hạ giọng hỏi, chủ nhân dường như biết hắn. Không, nhưng cha hắn là một người quen cũ của ta. Lợi hại lắm sao? Cô gái cười khanh khách, câu hỏi này của ngươi. Sao vậy? Cũng chỉ xem như bình thường thôi. Sắc mặt A thụ trở nên có chút kỳ quái, hiển nhiên là không tin lời nàng ta. Bình thường ư? Nói tương đối mạnh nghe đúng hơn. Cô gái cười, nói cứ cho hắn số nước suối kia đi. Hôm nay ngươi kết thiện duyên với hắn, ngày sau có thể là vận may tột cùng của ngươi. A thụ gật đầu, tất cả đều theo lời chủ nhân. Hai hôm nữa ta sẽ rời đi một chuyến. Cây thần ngẩn ra, vội hỏi đuổi theo, chủ nhân đi đâu? Cô gái cười, ở đây lâu như vậy rồi, cũng nên đi khắp nơi thăm thú một phen. Nói xong, nàng đứng dậy bước đi, để lại A thụ thấp giọng thở dài trước khi cùng theo ra ngoài. Khi Diệp Huyên bước vào tháp giới ngục, tầng 2 bên trong đã có hẳn một ao tràn đầy suối nguồn sinh mệnh. Cả tòa tháp lẫn những thanh kiếm đều đang được ngâm trong đó. Năng lượng của suối này quả thật thuần khiết vô cùng, đều mang lại lợi ích cực lớn cho bất kỳ sinh linh nào. Tiểu Linh Nhi cũng đang thoải mái ngâm mình giữa ao nước. Thấy hắn đến, cô bé tròn mắt nhìn một cái trước khi lùi vào trong góc, yếu ớt lên tiếng khi ánh mắt hắn liếc sang, ta. Sai rồi hở. Diệp Huyên. Tiểu Linh Nhi tiếp lời, đi, xuống đây ngâm chung. Vào lúc ấy, Liên Thiển xuất hiện bên cạnh, Diệp Huyên, nhìn suối nguồn sinh mệnh kia, suối này có tác dụng rất lớn, đặc biệt là với thân thể ngươi, xuống ngâm đi. Diệp Huyên gật đầu rồi trầm mình xuống nước, phải nói rằng ngâm suối quả thật rất thoải mái. Thấy hắn không nổi giận, Tiểu Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm trước khi lặng lẽ chuồn mất. Diệp Huyên nhìn những thanh kiếm trước mặt, có của cô gái váy trắng, Thiên Chu, của Tiểu Thất, và cả thanh kiếm đen kia. Ngày ấy, sau khi Thanh Nhi rời đi, thanh kiếm sắt trông rất đỗi tầm thường kia lại phân thành 4 thanh kiếm riêng biệt. Hiện giờ chúng cũng đang ngâm mình trong ao nước, có thể thấy suối nguồn sinh mệnh cũng rất tốt với chúng. Thời gian từng chút qua đi, đến hôm sau, cả người Diệp Huyên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể hắn không chỉ đã đột phá cực hạn đăng phong cảnh, đạt đến vị chi cảnh mà còn có thêm một năng lực khác. Đó chính là chữa lành. Thể xác hắn giờ đây sở hữu khả năng tự lành kinh khủng vô cùng, chỉ cần đối phương không giết hắn trong một chiêu thì có thể chữa trị vết thương với tốc độ khủng khiếp. Chính là đánh mãi không chết. Nó đã trở nên khủng bố hơn trước không biết bao nhiêu lần. Liên Thiển quan sát hắn ở một bên, khẽ gật đầu, thân xác của ngươi bây giờ có thể chống lại cường giả vị chi cảnh,
Hơn nữa khi thi triển nhất kiếm vô lượng và lục đạo chân ngôn cũng sẽ không bị phản phệ, cho dù có thì ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Lấy khả năng tự chữa của ngươi, chút ảnh hưởng ấy tương đương không có gì. Diệp Huyên mỉm cười, không ngờ lần này lại có thu hoạch lớn như vậy. Thể xác đã đạt đến vị chi cảnh, bây giờ chỉ còn thiếu cảnh giới nữa thôi. Một khi cả hai bắt kịp nhau thì với trang bị và thực lực hiện nay, giết cường giả vị chi cảnh sẽ không còn là việc khó với hắn. Nhưng nếu gặp phải người như Giản Tự Tại và Kiều Thiên Nhi thì vẫn hơi căng. Phải hấp thu kiếm. Hắn quyết định sau khi trở về sẽ lập tức đi tìm những thanh kiếm tốt, mang về hấp thu hòng nhanh chóng đạt đến vị chi cảnh. Bỗng nhiên, Liên Thiển lên tiếng, có người tìm ngươi. Diệp Huyên gật đầu rồi rời khỏi tháp, nhìn thấy một cô gái mặc váy dài màu tím đứng cách đó không xa. Gương mặt nàng ta bị che phủ bởi một màn sương mỏng, khiến hắn không thấy được dung mạo. Sau một hồi quan sát, cô gái gật đầu, miễn cưỡng không tồi. Đi thôi, ta đưa ngươi đến một nơi này. Nơi nào? Cô gái cười cười, một nơi có rất nhiều vị mỹ nhân, ngươi hẳn sẽ thích. Nào ngờ Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, tiền bối, ta là người đàng hoàng. Người đứng đắn. Cô gái áo tím khẽ nhếch môi, ta chỉ nói ở đó có rất nhiều người đẹp chứ chưa yêu cầu ngươi đi làm gì cả, ngươi nghĩ gì thế? Diệp Huyên. Cô gái áo tím lắc đầu, đi thôi. Nói xong, nàng quay lưng bước đi. Diệp Huyên lên tiếng, tiền bối, ta muốn nói lời tạm biệt với bằng hữu của ta. Giọng cô gái áo tím vọng lại từ phía xa, càng nhanh càng tốt. Diệp Huyên gật đầu. Diệp Huyên đến tìm gương mặt gỗ kia, tiền bối, đa tạ. Nếu gương mặt gỗ khăng khăng đòi hắn trả suối nguồn sinh mệnh, hắn vẫn sẽ trả. Làm người có thể vô sỉ, có thể không cần thể diện nhưng nhất định phải có giới hạn. Gương mặt gỗ khẽ gật đầu, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Diệp Huyên lắc đầu, cũng không phải chuyện nhỏ, tóm lại Diệp Huyên ta sẽ nhớ kỹ ân tình này. Gương mặt gỗ nhìn Diệp Huyên, khẽ gật đầu, tiểu hữu bảo trọng. Diệp Huyên ôm quyền, sau này gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Huyên, gương mặt gỗ im lặng một lát rồi lắc đầu, quay lưng bỏ đi. Như cô gái áo tím đã nói. Cứ coi như kết thiện duyên, còn tương lai ra sao thì chỉ có trời mới biết. Chấm chấm chấm. Sau khi tạm biệt cây thần sinh mệnh, Diệp Huyên đến tìm A Tội và Quan Quân. Thấy Diệp Huyên bình an vô sự, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyên gập đầu ngón tay, hai bình ngọc rơi xuống trước mặt Quan Quân và A Tội. Cả hai nhìn lướt qua, mặt khẽ biến sắc, trong hai bình ngọc này chứa đầy nước suối sinh mệnh. Diệp Huyên nói, hai vị tiền bối, thứ này hẳn sẽ có rất nhiều tác dụng với hai người. Quan Quân trầm giọng bảo, tiểu hữu, món quà của ngươi quá lớn. Nước suối sinh mệnh, đó chính là thánh dược chữa thương. Trong lúc chiến đấu, nếu kẻ bị thương uống nước suối sinh mệnh này vào thì sẽ lập tức khôi phục lại trạng thái hoàn hảo ngay lập tức. Thực sự không thể ước lượng được giá trị của một bình nước suối sinh mệnh đầy ắp này. Diệp Huyên cười nói, có gì mà lớn hay không chứ, nếu không nhờ tiền bối đưa ta đến đây, ta cũng không thể có cơ duyên lần này. Tóm lại, hai vị tiền bối đừng từ chối. Quan Quân suy nghĩ, sau đó gật đầu, vậy thì đa tạ cậu. Nói xong, y cất hai bình nước suối sinh mệnh đi. Diệp Huyên nhìn sang A Tội, ông ta chần chừ một lát, sau đó cũng nhận lấy, thứ này rất quan trọng đối với ông ta. Ông ta vốn bị tàn tật. Có nước suối sinh mệnh này, ông ta sẽ có cơ hội lớn để khôi phục. Với ông ta, thần vật như nước suối sinh mệnh là thứ mà ông ta không dám nghĩ tới. Phải biết rằng thực lực của cây sinh mệnh không phải người như ông ta có thể chống lại. Đây là thiện quả sao? A Tội nhìn Diệp Huyên, ông ta cũng không từ chối, lập tức cất bình ngọc đó đi. Ông ta không nói cảm ơn, bởi vì không lời nào có thể cảm ơn hết được ơn này. Diệp Huyên cười, hai vị tiền bối, ta phải đến một nơi cùng một vị tiền bối, nên chúng ta sẽ tạm biệt nhau tại đây. Quan Quân khẽ gật đầu, tiểu hữu đang giữ chí bảo trong tay, bất kể là ai, tốt nhất phải luôn cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, cảm ơn đã nhắc nhở. Hai vị tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn quay lưng rời đi. Ở tại chỗ, Quan Quân đột nhiên hỏi, hắn có thù với thần điện. A Tội gật đầu. Quan Quân nói tiếp, dù sao cũng không có chỗ để đi,
hay là chúng ta tới đại thế giới huyền hoàng đi dạo xem, ông thấy sao? A Tội nghĩ ngợi, được thôi. Trong nháy mắt, hai người biến mất ngay tại chỗ. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên đến tìm cô gái áo tím, hắn vẫn không nhìn thấy diện mạo cũng như không cảm nhận được thực lực của nàng. Trên đường, cô gái áo tím ngự không phi hành. Diệp Huyên đi theo bên cạnh nàng, tiền bối, chúng ta sẽ đi đâu? Cô gái áo tím đáp, đi rồi biết. Diệp Huyên hỏi, không thể nói sao? Cô gái áo tím cười nói, ta hỏi ngươi một câu. Diệp Huyên gật đầu, tiền bối cứ hỏi. Cô gái áo tím hỏi, ngươi có hận phụ thân mình không? Diệp Huyên sửng sốt, hắn không ngờ cô gái áo tím sẽ hỏi vậy. Cô gái áo tím nói tiếp, thế nào? Diệp Huyên suy nghĩ rồi trả lời, ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nói đơn giản hơn là không quan trọng. Không quan trọng. Hắn và Diệp Liên đều không có khái niệm gì về phụ thân. Hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau đã quen rồi. Cô gái áo tím im lặng một lát, sau đó khẽ thở dài, có một số việc phức tạp hơn ngươi tưởng tượng và nhìn thấy nhiều. Ngươi đi đến bây giờ hẳn cũng hiểu hiện nay thế giới này rộng lớn bao nhiêu, hẳn cũng hiểu bản thân ngươi đặc biệt cỡ nào. Diệp Huyên nhíu mày, ta đặc biệt. Cô gái áo tím tiếp lời, không đặc biệt sao? Ngươi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với ngươi kể từ khi ngươi có được tháp này mà xem. Diệp Huyên trầm giọng, có vẻ như tiền bối biết rất nhiều chuyện ta không biết. Cô gái áo tím mỉm cười, đúng vậy. Diệp Huyên hỏi, tiền bối có biết cô gái váy trắng không? Cô gái áo tím chợt dừng bước, không trả lời. Diệp Huyên lại hỏi, người có quen không? Nàng gật đầu, có quen. Diệp Huyên nói, ta muốn biết những chuyện liên quan đến nàng. Cô gái áo tím cười bảo, chuyện của nàng ta, ngươi muốn biết chuyện gì? Diệp Huyên hỏi, tiền bối biết chuyện gì? Cô gái áo tím trả lời, nàng ta từng suýt hủy diệt vũ trụ nào đó bằng một nhát kiếm. Diệp Huyên, cô gái áo tím đột nhiên nhìn sang Diệp Huyên, cố gắng sống sót đi. Nữ nhân đó mà điên lên là có thể hủy diệt cả vũ trụ tứ duy này đấy. Diệp Huyên lưỡng lự một lát rồi hỏi, tuy nàng hơi nóng tính nhưng chắc không điên cuồng thế đâu ha. Cô gái áo tím cười khẽ, không điên cuồng thế ư. Nữ nhân này mà ác lên. Nói tới đây, nàng ta lắc đầu, không nhắc nàng nữa. Diệp Huyên. Cô gái áo tím cười khẽ quay lại chủ đề vừa rồi nào, nếu ngươi gặp phụ thân của ngươi, ngươi sẽ làm gì? Diệp Huyên cười đáp, ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này và cũng không muốn suy nghĩ về nó. Sau đó hắn nhìn cô gái áo tím, rốt cuộc tiền bối là ai? Cô gái áo tím trả lời, một người có chút quan hệ với ngươi. Diệp Huyên đang định hỏi gì đó thì nàng ta nói tiếp, chúng ta đến rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn, trong tinh không cách đó không xa có một pho tượng khổng lồ, trên vai pho tượng còn có một vật màu trắng lông xù. Diệp Huyên cũng không xa lạ gì về pho tượng, đó chính là tượng của người đàn ông áo xanh. Lại là vị kiếm tu áo xanh đó. Đằng sau vị kiếm tu áo xanh là một tòa cổ điện lơ lửng giữa tinh không, phía trên thỉnh thoảng có phi kiếm bay ngang qua. Diệp Huyên nhìn cô gái áo tím, kiếm tông. Nàng gật đầu, kiếm tông. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, tiền bối, tại sao vũ trụ này lại có nhiều kiếm tông, hơn nữa tổ sư của họ đều là người đàn ông áo xanh này thế? Cô gái áo tím cười đáp, bởi vì người này là tông chủ của những người sáng lập nên những kiếm tông này. Do đó sau khi những tông chủ này sáng lập kiếm tông, họ chỉ tôn một người làm tổ sư, đó chính là hắn. Diệp Huyên hỏi, bây giờ người ấy đang ở đâu? Cô gái áo tím nhún vai, không biết. Diệp Huyên. Cô gái áo tím bảo, đi thôi. Dứt lời, hai người bước tới trước pho tượng của người đàn ông áo xanh. Cô gái áo tím nhìn pho tượng, sau đó rời mắt về phía con vật màu trắng trên vai pho tượng. Vừa nhìn thấy nó, cô gái áo tím mỉm cười, ta rất nhớ đứa nhỏ này. Nói xong, nàng ta bước về phía tòa cổ điện ở nơi xa. Diệp Huyên nhìn tiểu tử màu trắng kia, hắn cũng biết nó, hình như nó rất quen với tiểu Linh Nhi. Còn một điều nữa, đó là nó thích ăn kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô. Diệp Huyên lắc đầu cười, sau đó đi qua. Một lát sau, Diệp Huyên và cô gái áo tím đi tới trước cổ điện, kiếm tông trống rỗng không một bóng người, trông vô cùng vắng vẻ. Diệp Huyên nhẹ giọng hỏi, tiền bối, kiếm tông này. Cô gái áo tím đáp,
họ đã chết hết rồi. Sau đó nàng ta khẽ lắc đầu, không có gì là mãi mãi cả. Nói xong, nàng ta bước nhanh vào trong cổ điện. Diệp Huyên đi theo, sau khi vào trong, hắn phát hiện cổ điện rất rộng. Diệp Huyên nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt của hắn tập trung vào ba hình nhân gỗ cầm trường kiếm. Hắn đã gặp một hình nhân gỗ giống thế này, trong tháp giới ngục cũng có một người, nhưng người này không mạnh bằng hắn ta. Lúc này cô gái áo tím bỗng lên tiếng, Mộc Kiếm Nhân. Nói xong, nàng bước tới trước mặt ba hình nhân gỗ, vẫn còn nguyên vẹn. Diệp Huyên chỉ vào ba hình nhân gỗ, tiền bối, người có cần không? Cô gái áo tím cười ha ha, ta không cần, cho ngươi hết đấy. Diệp Huyên cũng không khách sáo, lập tức cất chúng đi. Cô gái áo tím cười bảo, đi theo ta. Nàng đi sang phía bên trái, một lát sau nàng dẫn Diệp Huyên đến một gian nội điện, bên trong có 7 pho tượng, 2 nữ 5 nam, ai cũng dắt một thanh kiếm bên hông. Diệp Huyên nhìn cô gái áo tím, đây là... Nàng trả lời, những cao thủ trước kia của kiếm tông này. Diệp Huyên nhếch miệng cười, truyền thừa, đúng không ạ? Truyền thừa. Hắn rất thích truyền thừa. Cô gái áo tím khẽ gật đầu, kiếm đạo của ngươi quá hỗn tạp, cần có người sắp xếp lại giúp ngươi để ngươi có nhận thức rõ ràng về kiếm đạo, chứ không phải tu luyện một cách mơ hồ thế này. Nàng nhìn Diệp Huyên, sức chiến đấu mà ngươi có hiện giờ dựa cả vào thần trang và thần kỹ, còn phương diện kiếm đạo ngươi lại như tay mơ. Thật ra cũng bình thường, làm sao cô gái váy trắng đó hiểu được những thứ cơ bản này, nàng chỉ có thể vạch ra cho ngươi một phương hướng đại khái. Lát nữa học hỏi cho nghiêm túc vào, hiểu chưa? Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Hắn cảm thấy cô gái áo tím nói quá đúng. Hiện giờ hắn thực sự hơi mơ màng về kiếm đạo. Bây giờ hắn đánh nhau hoàn toàn dựa vào trang bị và thần kỹ, cứ tiếp tục thế này chắc chắn là không được. Bởi vì kiếm đạo sẽ trì trệ, không tăng tiến. Nếu thần trang và thần kỹ không có tu vi kiếm đạo mạnh mẽ trợ giúp, sức chiến đấu mà nó phát huy cũng có giới hạn. Cô gái áo tím không nói gì nữa, nàng ta vung tay phải lên, 6 pho tượng trong nội điện đột nhiên chấn động, ngay sau đó có 6 bóng người hư ảo xuất hiện phía trên pho tượng. Cả 6 người đều nhìn về phía cô gái áo tím, một ông lão trong số đó thốt lên kinh ngạc, cô. Ngài là... Cô gái áo tím khẽ nhếch môi, ta là ai? Ông lão nhìn chằm chằm vào cô gái áo tím sau đó thi lễ, không trả lời. Cô gái áo tím cười nói, ta tìm được một người thừa kế cho các ngươi. Nghe vậy, 6 người đều nhìn sang Diệp Huyên, ngay sau đó trong mắt họ lóe lên vẻ kinh ngạc. Ông lão đứng đầu xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta cầm lấy tay hắn, một lực lượng bí ẩn truyền vào trong cơ thể hắn. Một lát sau, ông lão ngạc nhiên, cậu, đây là huyết mạch. Cô gái áo tím khẽ gật đầu, không cần nghi ngờ thân phận của hắn. Tiểu tử này mới tiếp xúc kiếm đạo không lâu nên không hiểu nhiều, 6 người các ngươi sắp xếp lại giúp hắn, để hắn có nhận thức mới về kiếm đạo. Ông lão quan sát Diệp Huyên, kiếm đạo của hắn, tại sao lại khác với kiếm đạo của tổ sư? Cô gái áo tím cười, người dẫn dắt hắn bước vào con đường kiếm đạo là một người khác, có điều trình độ kiếm đạo của đối phương quá cao, chỉ vạch ra cho hắn con đường rộng mở, hiển nhiên đối phương không có hứng thú để ý tới những thứ cơ bản này. Luôn yêu cầu hắn tự suy xét, nhưng có vẻ như mạch suy xét hắn không được ổn. Bây giờ kiếm của hắn quá hỗn tạp, không đủ thuần túy, hơn nữa tiểu tử này đã hơi mơ hồ về kiếm đạo. Các ngươi sắp xếp lại cho hắn, giúp hắn tìm hiểu về hệ thống kiếm đạo. Ông lão khẽ gật đầu, nếu là đời sau của ông ấy, tất nhiên chúng ta phải dốc hết toàn lực giúp đỡ. Cô gái áo tím gật đầu, sau đó nhìn sang Diệp Huyên, nghiêm túc học hỏi. Diệp Huyên thi lễ, đã hiểu. Cô gái áo tím không nói thêm gì nữa, quay lưng rời đi. Diệp Huyên nhìn 6 người, kính cẩn thi lễ, làm phiền các vị tiền bối. Ông lão đứng trước mặt Diệp Huyên nhìn hắn, kiếm đạo là gì? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó trả lời, không biết. Mọi người. Diệp Huyên cũng hơi xấu hổ. Thật ra hắn cũng không hiểu kiếm đạo là gì, hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Kiếm đạo. Trong suy nghĩ của hắn, kiếm có thể giết địch, kiếm có thể bảo vệ người thân, chỉ thế thôi. Còn những thứ khác, hắn thực sự không nghĩ nhiều. Lúc này, một cô gái bên cạnh ông lão chợt lên tiếng, không biết chưa chắc đã là chuyện xấu. Ông lão gật đầu, chính xác.
Sau đó ông ta nhìn Diệp Huyên, cậu ngồi xếp bằng xuống, tĩnh khí ngưng thần, chúng ta giao lưu tinh thần với cậu. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, trong đầu Diệp Huyên xuất hiện hình ảnh của 6 người. Ông lão nói, phương hướng chung của cậu cũng không sai, nhưng chi tiết có hơi khác, ta sẽ nói về cảnh giới kiếm đạo với cậu. Về cơ bản, cảnh giới kiếm đạo được chia thành 6 cấp độ, giản, hư, chân, minh, phá, phàm. 6 cảnh giới này đại diện cho trình độ kiếm đạo của một người, trình độ của cậu hiện giờ đang ở cảnh giới, hư. Diệp Huyên kinh ngạc, thấp vậy sao? Ông lão cười, nói đúng hơn là cậu vẫn chưa đạt tới, hư. Diệp Huyên im lặng. Ông lão tiếp tục nói, ta sẽ nói kỹ hơn về 6 cảnh giới kiếm đạo này với cậu. Thứ nhất, cảnh giới, giản, có nghĩa là đơn giản, với những ai mới bắt đầu học kiếm đạo, điều cần chú trọng đó là căn bản vững chắc chứ không phải những thứ phức tạp kia, thật ra đây cũng là lúc dễ hiểu nhất vì nó rất đơn giản. Sau, giản, là, hư, lúc này người luyện kiếm sẽ bước vào thế giới kiếm đạo đầy rắc rối. Bởi vì lúc này hắn đã tiếp xúc với nhiều kiếm kỹ và thuật thần thông phức tạp khác nhau, và cũng chính lúc này, người luyện kiếm từ, giản, đạt đến, hư. Nói tới đây, ông ta nhìn Diệp Huyên, bây giờ cậu đang ở cảnh giới, hư, phương hướng chung về kiếm đạo của cậu cũng không sai, nhưng hiện tại cậu đã bị lạc đường trong cảnh giới, hư. Nói cách khác, bây giờ cậu nhất định phải thấy rõ, chân, là thế nào trong, hư, đây cũng chính là cảnh giới, chân. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, phải làm thế nào? Ông lão trả lời, kiếm kỹ mạnh nhất của cậu là gì? Diệp Huyên suy nghĩ rồi đáp, nhất kiếm vô lượng. Ông lão gật đầu, thi triển cho chúng ta xem, sau chúng ta sẽ tìm ra thiếu sót giúp cậu để cậu nhìn thấu được mê chướng. Diệp Huyên gật đầu, sau đó lập tức thi triển nhất kiếm vô lượng. Đương nhiên là dùng tinh thần diễn hóa trong đầu chứ không phải thi triển thật sự. Nếu thi triển thật sự, nơi này sẽ bị chiêu kiếm của hắn phá hủy. Sau khi Diệp Huyên thi triển nhất kiếm vô lượng, cả 6 người đều im lặng. Hắn đang định nói thì ông lão đột nhiên lên tiếng, chúng ta vẫn nên bàn về thiếu sót của cậu. Diệp Huyên ngẩn cả người. Lúc này, cô gái bên cạnh cười bảo, tiểu tử, nói thật với cậu, kiếm kỹ này của cậu gần như không có thiếu sót, có lẽ có, nhưng với trình độ của 6 chúng ta vẫn chưa thể nhìn ra. Mặc dù kiếm kỹ của cậu không có thiếu sót, nhưng cậu lại có rất nhiều thiếu sót, bây giờ cậu dùng kiếm kỹ này thực sự có hơi lãng phí nó. Diệp Huyên. Ông lão bên cạnh cô gái cũng gật đầu, uy lực của kiếm kỹ này phải nói là cực kỳ đáng sợ, tiếc là trình độ kiếm đạo và thực lực của cậu hiện tại hơi thấp, không thể phát huy uy lực chân chính của nó. Diệp Huyên gật đầu, vậy xin các tiền bối hãy cho ta biết thiếu sót của ta. Ông lão nói, thiếu sót của cậu đó là trình độ kiếm đạo quá thấp, việc cậu cần làm bây giờ là nhìn thấu, hư, để đạt đến, chân. Cậu thi triển kiếm kỹ khác đi, chúng ta nghiên cứu cùng cậu, lúc đó cậu sẽ hiểu. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó hắn thi triển nhất kiếm định sinh tử. Sau khi hắn làm xong, 6 người lại rơi vào im lặng. Lúc này, cô gái lên tiếng vừa rồi đột nhiên hỏi, cậu là ma quỷ hà? Diệp Huyên nhìn cô gái. Không hiểu tiền bối có ý gì. Cô gái lắc đầu, cậu, không có kiếm kỹ nào có cấp bậc thấp hơn sao? Diệp Huyên. Cô gái cười khẽ, hai kiếm kỹ mà cậu thi triển đều không phải thứ chúng ta có thể đánh giá. Tất nhiên, tuy không thể đánh giá kiếm kỹ, nhưng chúng ta vẫn có thể đánh giá cậu. Phải nói là cho cậu hai kiếm kỹ này có hơi lãng phí. Diệp Huyên sầm mặt, chắc chắn tiền bối này đang cố tình đả kích hắn. Lúc này ông lão chợt cười, cấp bậc của hai kiếm kỹ này quá cao, quả thật không phải thứ chúng ta có thể đánh giá, cậu có kiếm kỹ nào có cấp bậc thấp hơn không? Đừng dùng mấy loại cao cấp này nữa, nếu không thì chúng ta không thể tiếp tục trao đổi. Diệp Huyên nghĩ ngợi, sau đó hắn thi triển bừa một kiếm kỹ. Một lát sau, ông lão hỏi, có nhận ra điều gì khác biệt không? Diệp Huyên suy nghĩ rồi đáp, uy lực của kiếm kỹ không đủ mạnh. Ông lão. Những người còn lại lắc đầu cười khẽ. Ông lão khẽ thở dài, đã thấy chưa? Cậu ỷ lại quá nhiều vào kiếm kỹ mạnh, tất nhiên những kiếm kỹ này không phải chuyện gì xấu, nhưng cậu ỷ lại quá mức mà quên mất bản chất kiếm đạo của mình, không hề biết kiếm kỹ càng mạnh sẽ càng ăn mòn trình độ kiếm đạo của cậu nhanh hơn. Diệp Huyên gật đầu. Chính hắn cũng biết mình khá ỷ lại vào kiếm kỹ như nhất kiếm vô lượng và ngoại vật, nhưng hắn không còn cách nào khác.
không ỷ lại thì không được, bởi vì kẻ thù của hắn toàn là quái vật. Lúc này ông lão lại nói, chúng ta bắt đầu từ cơ bản. Sau đó Diệp Huyên bắt đầu thảo luận với 6 người, nói chính xác hơn là bị thuần hóa. Nhưng hắn cũng rất vui, bởi vì trình độ kiếm đạo của 6 người này cao hơn hắn, những kiến thức kiếm đạo mà họ nói mang lại lợi ích rất lớn cho hắn. Thời gian cứ thế từ từ trôi qua. Ngoài điện, cô gái áo tím đi ra đằng sau cổ điện, trên sườn núi phía sau có một gian nhà che nhỏ, trong phòng chỉ có một cái bàn trà. Cô gái áo tím không vào trong mà đứng trước nhà tre, trầm mặc một lúc rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng lẩm bẩm, người đã chết thực sự có thể sống lại sao? Bốn phía không ai trả lời. Một lát sau, cô gái áo tím quay lưng bỏ đi. Chấm chấm chấm. Trong điện, Diệp Huyên còn đang ngồi khoanh chân dưới đất. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua một tháng. Trong một tháng này, Diệp Huyên chưa từng bước chân ra khỏi nội điện. Thân thể của 6 cao thủ kiếm tông xung quanh hắn đã ngày càng hư ảo. Nửa tháng nữa trôi qua. Hôm nay, Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, 6 người trước mặt hắn đã hoàn toàn hư ảo, sắp biến mất. Diệp Huyên thi lễ với họ, đa tạ 6 vị tiền bối. Ông lão đứng đầu cười hỏi, bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Diệp Huyên trả lời, cảm thấy như mới bắt đầu vậy. Nụ cười trên mặt ông lão càng rạng rỡ hơn, tốt lắm, tốt lắm. Diệp Huyên lại thi lễ với 6 người, đại ân của 6 vị tiền bối, vãn bối sẽ ghi nhớ suốt đời. Ông lão cười bảo, người nhà cả, không cần khách sáo thế đâu. Người nhà. Diệp Huyên hơi mờ mịt. Ông lão cau mày, cậu không biết thân phận của mình. Diệp Huyên. Lúc này, cô gái bên cạnh ông lão lên tiếng, chắc là hắn không biết. Diệp Huyên nói, xin tiền bối nói rõ hơn. Ông lão do dự. Sau đó lắc đầu, không có gì, hiện tại con đường kiếm đạo của cậu đã rõ ràng, nhưng nếu muốn đi hết đoạn đường này phải cần sự nỗ lực không ngừng và không quên tâm nguyện ban đầu của cậu. Hãy nhớ, tâm nguyện ban đầu không thay đổi mới có thể vô địch. Dứt lời, ông ta và những người bên cạnh đều biến mất hoàn toàn. Tâm nguyện ban đầu không thay đổi. Diệp Huyên lẳng lặng đứng tại chỗ hồi lâu, cuối cùng hắn xoay người rời đi. Hắn gặp cô gái áo tím bên ngoài điện. Nàng cười hỏi, cảm thấy thế nào? Diệp Huyên trả lời, gặt hái được rất nhiều. Cô gái áo tím lại hỏi, bây giờ cậu đang ở cảnh giới nào? Diệp Huyên trầm giọng đáp, chân cảnh. Hiện giờ hắn đã từ hư cảnh đạt tới chân cảnh. Và lúc này đây, hắn mới cảm thấy kiếm đạo của mình vừa bắt đầu, bởi vì hắn đã thực sự thấy rõ bản chất của một số thứ. Lúc thi triển kiếm kỹ. Hắn biết cái nào hữu dụng, cái nào vô dụng. Nói một cách đơn giản, hắn cảm thấy bây giờ mình đã bước lên con đường đúng đắn. Cô gái áo tím cười nói, giỏi lắm, đi thôi, giờ ta đưa cậu đến một nơi nguy hiểm. Nơi nguy hiểm? Diệp Huyên hỏi, ở đâu ạ? Cô gái áo tím khẽ nhếch môi, cao thủ thích nơi đó, còn kẻ yếu. Sẽ sợ nơi đó, lại phải đến nơi mới. Diệp Huyên nghĩ rồi đáp, vâng. Sao hắn có thể không nhìn ra cô gái áo tím đang giúp hắn? Đây là cơ duyên của hắn. Không thể bỏ lỡ. Cô gái áo tím cười bảo, đi thôi. Trong nháy mắt, hai người biến mất không còn bóng dáng. Trên đường đi, Diệp Huyên hỏi, tiền bối với người đàn ông áo xanh đó thân lắm sao? Cô gái áo tím cười, cậu đoán xem. Diệp Huyên cạn lời, đoán kiểu gì đây? Cô gái áo tím nhìn Diệp Huyên, cậu muốn hỏi tại sao ta luôn giúp cậu, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Cô gái áo tím tiếp lời, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Cậu là con của người quen cũ. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, được rồi. Cô gái áo tím đột nhiên hỏi, cậu và thần điện đánh nhau rồi phải không? Diệp Huyên gật đầu, họ muốn giết ta cho bằng được, ta cũng hết cách. Cô gái áo tím nhẹ giọng, thế lực này không đơn giản vậy đâu, thực lực của mấy vị thần kia cũng không yếu, cậu phải cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, tiền bối biết mấy vị thần đó ư. Cô gái áo tím cười, cũng không tính là thần, nhưng người ta không đơn giản, tất cả đều từng là kẻ oai phong một cõi. Diệp Huyên nhìn cô gái áo tím, người có đánh thắng được không? Cô gái áo tím cười ha ha, đừng nhờ cậy ta sẽ không đi đánh thần gì đó giúp cậu. Những rắc rối đó cần cậu phải tự đối mặt.
Nói xong, nàng đã biến mất ở cuối tinh không. Diệp Huyên đứng tại chỗ nhún vai, sau đó vội vàng đi theo. Trong tinh không, Diệp Huyên ngự kiếm phi hành, phía trước hắn không xa là cô gái áo tím. Diệp Huyên khép hờ hai mắt, cảnh giới kiếm đạo của hắn bây giờ là chân cảnh, sức chiến đấu của hắn cũng tăng lên ít nhất gấp mấy lần so với trước kia. Cảnh giới. Vấn đề lớn nhất của hắn giờ đây vẫn là cảnh giới. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó truyền âm cho Thượng Quan Tiên Nhi và Khương Cửu, hắn phải nhờ họ tìm kiếm giúp mình. Trước đó ở Kiếm Tông, hắn cũng đã khéo léo dò hỏi. Tiếc là Kiếm Tông chẳng có gì cả. Những thứ có giá trị trong đó đều đã mất hết. Thật ra thì cũng bình thường, bây giờ Kiếm Tông không còn một ai, sao có thể còn bảo vật tồn tại. Do đó, chuyện thanh kiếm, hắn chỉ có thể tự đi tìm. Chỉ cần hắn lặng lẽ thăng cấp, lúc đó ngay cả thần hắn cũng có thể giết bằng một chiêu kiếm. Sau khoảng nửa canh giờ, cô gái áo tím trước mặt hắn bỗng dừng lại. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn, cách họ không xa có một tòa thành khổng lồ lơ lửng giữa tinh không. Diệp Huyên hỏi, đây là... Cô gái áo tím cười đáp, đưa cậu đi thấy chút việc đời, để cậu xem cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Dứt lời, nàng dẫn Diệp Huyên đi vào trong thành. Nhưng khi vừa vào cửa thành, một ông lão bất ngờ chắn trước mặt họ. Ông lão nhìn cả hai người, cuối cùng ánh mắt của ông ta rời sang cô gái áo tím, các hạ. Cô gái áo tím vung tay phải lên, một tấm lệnh bài xuất hiện trước mặt ông lão. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, ông lão lập tức biến sắc, vội vàng kính cẩn thi lễ, mời các hạ vào. Cô gái áo tím nhìn Diệp Huyên, đi thôi. Nói xong, nàng và Diệp Huyên vào trong thành. Nhưng Diệp Huyên phát hiện trong thành vô cùng yên tĩnh, hơn nữa không có bất cứ căn nhà nào, cả tòa thành trống rỗng. Diệp Huyên nhìn cô gái áo tím, tiền bối, đây là... Nàng cười bảo, lát nữa cậu sẽ biết. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía chung quanh vô cùng yên tĩnh. Ông lão trước đó cũng không rời đi, ông ta đi theo sau lưng cô gái áo tím. Chẳng mấy chốc ba người đã vào thành, trước mặt họ có hai vòng sáng, một cái màu đỏ, một cái màu đen. Cô gái áo tím nhìn Diệp Huyền, chọn một đi. Diệp Huyền hỏi, làm gì ạ? Cô gái áo tím nói, cứ chọn một đi. Diệp Huyền chần chừ, sau đó chọn cái màu đỏ. Cô gái áo tím gật đầu, vào đi. Diệp Huyên nhìn cô gái áo tím, tiền bối. Đừng nói sẽ có chuyện gì không ổn đấy. Nàng cười, chỉ có một cơ hội, cậu có vào không? Diệp Huyên im lặng một lát rồi bước vào, ánh sáng đỏ khẽ run lên, thân thể hắn bắt đầu trở nên hư ảo. Cô gái áo tím nhìn Diệp Huyên, nhớ sống sót ra ngoài. Diệp Huyên biến sắc, giờ ta ra luôn có được không? Hắn chưa nói hết lời đã biến mất không còn tăm hơi. Cô gái áo tím quay lại nhìn ông lão sau lưng, đi gặp chủ nhân nhà các ngươi thôi. Ông lão vội vàng gật đầu, mời các hạ. Thân thể cô gái áo tím khẽ run lên, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Chấm chấm chấm. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước một thôn nhỏ. Lúc này trời đã về đêm, bầu trời không trăng, chỉ có một màu đen kịt. Diệp Huyên nhìn xung quanh, bỗng nhiên mặt hắn biến sắc. Bởi vì lúc này hắn phát hiện hắn không thể thi triển thần thức của mình, không chỉ vậy, hắn còn cảm thấy huyền khí trong cơ thể như đã biến mất, ngay cả tháp giới ngục cũng không cảm ứng được. Có chuyện gì vậy? Diệp Huyên sững sờ. Diệp Huyên xòe tay triệu hoán kiếm thiên chu, nhưng nó không có bất cứ phản hồi nào. Thấy vậy, Diệp Huyên lập tức sầm mặt. Bây giờ hắn đã trở thành một người bình thường. Một người bình thường triệt để. Không có ngoại vật, không thể điều động huyền khí. Tháp giới ngục cũng không thể liên hệ. Cô gái áo tím bắt hắn đến đây để làm gì? Diệp Huyên nhíu mày, không hiểu ý đồ của cô gái áo tím. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, ở cổng thôn có một cô gái bước ra, nàng ta mặc bộ quần áo bó sát màu đen, tóc buộc thành đuôi ngựa, đôi mắt như chim ưng, sắc bén như dao. Diệp Huyên thấy trên mặt và cánh tay nàng ta chỗ nào cũng có sẹo, đặc biệt là trên mặt, trong số đó có một vết sẹo kéo dài cả nửa bên mặt, trông cực kỳ dữ tợn. Nàng ta cầm một con dao găm thông dụng. Lúc này nàng ta đang nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó lên tiếng, xin tự giới thiệu, ta họ Diệp tên Huyên, 3 tuổi luyện kiếm, 10 tuổi đạt tới kiếm tiên,
16 tuổi trở thành nhà vô địch thế hệ trẻ của đại thế giới huyền hoàng. Bây giờ đã có thể giết cảnh giới địa tiên. Không biết cô nương tên là gì? Cô gái nhìn Diệp Huyên, người trông như một thằng ngu. Diệp Huyên sầm mặt, đang định phản bác thì nàng ta đã quay lưng bỏ đi. Diệp Huyên vội vàng đi theo, cô nương, nơi này là... Hắn chưa dứt lời, cô gái đã quay phát lại, ngay sau đó có tia sáng lạnh lóe lên, con dao găm cắt về phía cổ họng hắn. Diệp Huyên biến sắc, giẫm mạnh chân phải, nhanh chóng lùi ra sau mấy trượng, con dao găm bay ngang qua sát cổ hắn. Sau khi dừng lại, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm túc, nhát dao vừa rồi của cô gái không phải nhanh bình thường đâu. Điều quan trọng nhất là đối phương không hề sử dụng huyền khí, chỉ sử dụng tốc độ, hơn nữa góc độ cực kỳ xảo quyệt. Bất kể là tốc độ, sức mạnh hay góc độ đều gần như hoàn mỹ, không có sơ hở nào. Sau khi đạt tới chân cảnh kiếm đạo, hắn luôn quan sát bản chất của tất cả những thứ hắn tiếp xúc. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả, chỉ quay lưng rời đi. Diệp Huyên chợt lên tiếng, cô nương, có thể nói chuyện không? Cô gái không trả lời, Diệp Huyên vội vàng đi theo. Lúc này nàng ta đột nhiên dừng bước, bất chợt một tia sáng lạnh lóe lên, Diệp Huyên nghiêng người né tránh, tia sáng bay ngang qua sát giữa lông mày hắn, ngay sau đó hắn cảm thấy bụng đau đớn, lùi lại liên tục mấy chục trượng. Sau khi dừng lại, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình cũng biến thành thân thể bình thường. Sao có thể? Diệp Huyên nhìn thoáng qua chân trời. Rốt cuộc là lực lượng gì mà có thể biến thân thể của hắn trở thành thân thể bình thường? Giờ đây hắn đã hoàn toàn là một người thường. Ở phía xa, cô gái vẫn không nói gì, lập tức xoay người rời đi. Diệp Huyên vội vàng đuổi theo, cô nương, nói chuyện chút đi. Nàng ta đột nhiên quay lại, lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, người không thấy phiền sao? Ta với người thân lắm à? Nói xong, nàng ta quay lưng bỏ đi. Diệp Huyên lại đi theo, cô gái quay phát lại, Diệp Huyên vội vàng dừng bước, nàng ta lạnh lùng nhìn hắn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nàng ta coi như đã nhìn ra, với thực lực của nàng ta không thể giết Diệp Huyên, hoặc nói là phải liều mạng mới có thể. Nhưng hiển nhiên nàng ta không muốn lưỡng bại câu thương. Diệp Huyên cười đáp, cô nương, đây là lần đầu tại hạ đến đây nên vẫn chưa biết đây là đâu, mong cô nương trả lời giúp. Cô gái nhìn Diệp Huyên, người không biết đây là đâu. Diệp Huyên gật đầu, không biết. Cô gái hờ hững đáp, đấu võ công bằng. Diệp Huyên cau mày, đấu võ công bằng. Cô gái nhìn Diệp Huyên, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyên vội vàng đi theo, đấu võ công bằng là gì? Nàng ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, đừng đi theo ta. Diệp Huyên nhìn xung quanh thì không thấy ai khác, thế là hắn lại đi theo, cô nương, nói chuyện chút đi. Cô gái dừng bước, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi là quỷ hả? Diệp Huyên. Cô gái đột nhiên đưa tay chỉ ra phía xa bên ngoài thôn, cách đó mấy chục dặm có một võ đài tỉ thí, ngày nào ở đó cũng có người đấu võ, nhưng tu vi của mọi người đều bị phong ấn, không thể sử dụng thuật thần thông hay ngoại vật. Giờ ngươi đã hiểu đấu võ công bằng là gì chưa? Ra vậy. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đã hiểu. Giờ hắn đã hiểu ý đồ của cô gái áo tím khi bắt hắn đến đây. Nàng ta đang giúp kiếm đạo của hắn trở nên thuần túy hơn. Nơi đây không thể sử dụng ngoại vật. Không có một thứ hỗ trợ nào. Chỗ tốt. Diệp Huyên cười khà khà, quay lưng đi về phía xa, hắn muốn thử xem. Lúc này cô gái chợt lên tiếng, người đi đâu? Diệp Huyên cười đáp, đi đấu võ. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, người bị ngu à? Diệp Huyên, cô gái mặt không cảm xúc, hiện tại ngươi không có tư cách đấu võ. Diệp Huyên không hiểu, sao vậy? Nàng ta lạnh nhạt đáp, thứ nhất, phải có tư cách đấu võ, thứ hai là phải có dị tinh. Hiện tại ngươi chẳng có thứ nào cả. Diệp Huyên nhíu mày, tư cách đấu võ, dị tinh. Cô gái nói tiếp, còn một điều nữa, đó là bây giờ ngươi đi chẳng khác nào tự tìm đường chết. Diệp Huyên không phục lắm, cô nương coi thường ta quá rồi. Ta. Lúc này cô gái đột nhiên biến mất, Diệp Huyên biến sắc, lập tức chắp hai tay lại, giữa hai tay hắn là một con dao găm, nhưng sau đó cô gái lên gối chúng ngay bụng hắn. Diệp Huyên không lùi lại mà vẫn tiến tới, hắn buông con dao ra, sau đó ôm chầm về phía trước, kết quả hắn ôm lấy cô gái, hai người lăn trên mặt đất.
Diệp Huyên không hề có ý định sàm sỡ, lúc đánh nhau ai lại đi phân biệt nam nữ. Chỉ có ngươi chết ta sống. Cô gái phản ứng rất nhanh, ngay khi bị Diệp Huyên ôm và lăn xuống đất, nàng ta hích mạnh khuỷu tay vào huyệt thái dương của hắn. Nếu chúng phải, e rằng đầu Diệp Huyên sẽ bị nứt ra. Diệp Huyên phản ứng cũng không chậm, khi cô gái hích khuỷu tay, hắn dùng tay phải đấm một cú. Bùm! Một tiếng nổ vang lên, hai người vừa chạm vào đã tách ra. Lúc này cả hai đứng cách nhau mấy trượng. Cô gái áo đen nhón chân phải, cơ thể nghiêng về trước, tay phải cầm dao găm, tay trái đưa ngược ra sau, trông nàng ta như một con báo săn đang trong tư thế chuẩn bị xuất phát. Diệp Huyên siết chặt tay phải, chân phải lùi ra sau nửa bước, mũi chân tiếp xúc với mặt đất, tư thế này có thể giúp hắn bộc phát sức mạnh cực lớn chỉ trong nháy mắt. Cả hai đang giằng co với nhau. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, cô nương, ta không có ác ý với cô. Cô gái áo đen nhìn Diệp Huyên, trong mắt vẫn giữ vẻ cảnh giác. Diệp Huyên chủ động lùi lại mấy trượng, thấy thế, cô gái áo đen dần thả lỏng. Nhìn hắn trả lời, đấu võ công bằng có điều kiện rất hà khắc. Để có tư cách đấu võ phải thắng được một con yêu thú, sau khi thắng được một con yêu thú, người cần có đủ dị tinh mới có thể đi thách đấu. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, thắng yêu thú nào cũng được sao? Cô gái áo đen gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nhíu mày, ở đâu có yêu thú? Cô gái áo đen chỉ phía bên phải, qua đó mà tìm. Diệp Huyên gật đầu, ôm quyền, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cô gái áo đen nhìn Diệp Huyên, người đi thật à? Diệp Huyên dừng bước, gật đầu, ta muốn luyện tập. Cô gái áo đen trầm giọng, yêu thú không đơn giản như ngươi nghĩ. Diệp Huyên cười, đi cùng không? Cô gái áo đen ngẩn ra, nàng ta không ngờ Diệp Huyên sẽ mời mình. Diệp Huyên lại nói, có bạn đồng hành sẽ tốt hơn. Như nghĩ tới gì đó, hắn nhặt nhánh cây bên cạnh lên. Sau đó quơ nhẹ, ta là kiếm tu. Kiếm tu? Trong mắt cô gái áo đen lóe lên vẻ kinh ngạc, ngươi là kiếm tu? Diệp Huyên gật đầu, nghiêm mặt, ta là kiếm tu chính cống. Cô gái áo đen nhìn Diệp Huyên, kiếm tu. Nàng ta im lặng một lát mới bảo, đi cùng đi. Diệp Huyên cười, mời cô nương. Cô gái áo tím khẽ gật đầu, sau đó dẫn Diệp Huyên đi về phía xa. Trên đường đi, Diệp Huyên hỏi, không biết cô nương tên là gì? Cô gái áo đen trả lời, Trương Thanh. Diệp Huyên gật đầu, Trương cô nương, cô đang ở cảnh giới nào? Trương Thanh đáp, vị chi? Vị chi? Diệp Huyên nghe vậy thì nheo mắt, không ngờ nữ nhân này là vị chi cảnh. Có nhầm lẫm gì không? Nàng ta mới bao nhiêu tuổi? Cô gái trước mặt chắc cũng trạc tuổi hắn. Vị chi cảnh trẻ vậy ư? Yêu nghiệt gì đây? Trương Thanh nhìn Diệp Huyên, người ở cảnh giới nào? Diệp Huyên suy nghĩ rồi đáp, vị chi? Trương Thanh gật đầu, người tên Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Trương Thanh hỏi, tại sao trước đây ta chưa từng nghe nói về ngươi, ngươi đến từ đâu? Diệp Huyên trả lời, đại thế giới huyền hoàng. Trương Thanh nhìn Diệp Huyên, đại thế giới huyền hoàng, địa bàn của thần điện. Diệp Huyên hỏi, Trương cô nương biết thần điện? Trương Thanh gật đầu, một thế lực cổ xưa, có 6 vị thần. Sau đó nàng ta nhìn Diệp Huyên, người đến từ thần điện. Diệp Huyên cười, ta đến từ Bắc Cảnh. Trương Thanh nói, đại thế giới huyền hoàng. Ở đây cũng có một yêu nghiệt đến từ đại thế giới huyền hoàng, tên là Đoan Mộc Tín. Một người rất mạnh. Đoan Mộc Tín. Diệp Huyên khẽ gật đầu, thật ra hắn chưa nghe nói về người này bao giờ. Phải nói là hắn biết rất ít về thiên tài thế hệ trẻ của đại thế giới huyền hoàng. Bởi vì đối thủ của hắn trước kia toàn là lão quái vật. Lúc này Trương Thanh lên tiếng, đến rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn, cách đó không xa là một dãy núi, trời đã tối nên chỉ thấy được một vùng đen ngòm khiến người ta sợ hãi. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ không sợ, nhưng bây giờ tu vi và sức mạnh thân thể của hắn đều bị phong ấn, đương nhiên hắn không dám lơ là khinh địch. Trương Thanh nói, yêu thú ở đây có cảnh giới không cao nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất dồi dào. Để sống sót, có thể nói chúng đã trải qua hàng nghìn trận chiến. Nếu ngươi muốn đánh bại chúng thì độ khó rất lớn. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, ngay cả cô cũng đánh không lại sao? Trương Thanh trả lời,
ta với nó 50-50, nhưng muốn lấy được một thứ trên người chúng thì rất khó. Diệp Huyên hỏi, nhất định phải lấy một thứ à? Trương Thanh gật đầu. Diệp Huyên gật đầu, vậy ta vào đây. Nói xong, hắn bước về phía dãy núi. Trương Thanh nhìn Diệp Huyên, không đi theo. Chẳng mấy chốc Diệp Huyên đã vào trong dãy núi. Hắn chưa đi được bao lâu đã có một con yêu thú xuất hiện trước mặt hắn. Nó có hình dạng như sói, toàn thân kín những vảy. Như Trương Thanh đã nói, những con yêu thú này có cảnh giới không cao. Nếu là ở bên ngoài, một sợi kiếm ý của hắn cũng đủ giết đối phương. Nhưng hiện tại hắn không thể điều động lực lượng nào cả. Có thể nói là chưa đánh mà hắn đã ở thế yếu. Yêu thú nhìn Diệp Huyên, nó không nhúc nhích. Diệp Huyên cũng đứng yên. Ai động trước người đó lộ thực lực. Hai bên đều lấy tính chế động. Cứ vậy kéo dài khoảng nửa canh giờ, cuối cùng yêu thú không nhẫn nại được nữa, đột nhiên bổ nhào về phía Diệp Huyên. Tốc độ cực nhanh. Diệp Huyên nhặt một nhánh cây dưới đất chọc về phía trước, nhánh cây đâm thẳng vào mắt phải của yêu thú. Nhưng yêu thú không hề né tránh, thay vào đó là đỡ chiêu của Diệp Huyên, có điều khi nhánh cây kề sát mắt nó chợt nhắm mắt phải lại. Nhánh cây trong tay Diệp Huyên nổ tung, còn hắn như đã đoán trước được. Khi nhánh cây nổ tung, tay trái hắn đấm mạnh vào mặt yêu thú. Trong nháy mắt, Diệp Huyên lùi nhanh về sau mấy chục trượng. Hắn vừa dừng lại, một lực lượng mạnh mẽ đánh úp về phía hắn. Diệp Huyên nheo mắt lại, hắn biết mình không thể gắng gượng đối kháng với con yêu thú này, bèn nhún chân bay sang bên phải khiến yêu thú đánh hụt. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nhiên xuất hiện sau lưng nó, một kiếm đâm thẳng vào cúc hoa của nó. Diệp Huyên có kinh nghiệm trong việc đánh giáp lá cả ở rừng rậm, dù đánh người hay đánh yêu thú đều phải đánh vào điểm yếu. Đặc biệt là yêu thú loại này, tuyệt đối không thể đối kháng trực diện, chỉ có thể tìm chỗ yếu nhất của nó. Cúc hoa là chỗ yếu nhất. Diệp Huyên ra tay vừa tàn nhẫn vừa nhanh, một nhát đâm thẳng vào bên trong. Gào! Trong tích tắc, một tiếng hét thê thảm vang vọng khắp khu rừng, ngay sau đó yêu thú đột nhiên quay lại vồ về phía Diệp Huyên, nhưng hắn đã lùi ra xa mấy chục trượng. Yêu thú giận dữ nhìn Diệp Huyên, nó gào lên, sau đó xông về phía hắn. Khóe miệng Diệp Huyên cong lên, hắn không đỡ mà lao sang bên cạnh, yêu thú thất bại thêm lần nữa. Khi nó rơi xuống đất, Diệp Huyên lại đâm về phía cúc hoa của nó. Gào! Yêu thú ngẩng đầu kêu la thảm thiết, giọng cực kỳ thê thảm, lúc này Diệp Huyên đột nhiên bay lên chém vào cổ họng nó. Nhánh cây vỡ nát, Diệp Huyên bị đẩy lùi lại. Diệp Huyên nhíu mày, hắn không ngờ cổ họng của yêu thú này cũng cứng như vậy. Lúc này yêu thú bỗng nhiên nhìn Diệp Huyên, nó mở to mắt đến mức sắp rách cả mí, trong mắt tràn đầy lửa giận, ngay sau đó nó lại xông về phía hắn. Trong cơn phẫn nộ, nó chẳng màng gì nữa. Nhưng nó không ngờ đây chính là điều Diệp Huyên muốn. Điều hắn muốn đó là con yêu thú này tức giận sẽ khiến đối phương đánh mất lý trí. Và bây giờ nó đã đánh mất lý trí. Diệp Huyên di chuyển sang bên cạnh, yêu thú lại vồ hụt, nhưng lần này nó không đợi hắn ra tay mà là lại xông về phía hắn. Diệp Huyên không đỡ, hắn biết thân thể của mình bây giờ không phải như trước đây. Nếu đỡ đòn, hắn sẽ chết ngay cả cặn cũng không còn. Bằng cách này, Diệp Huyên liên tục né tránh, không lâu sau tốc độ và phản ứng của yêu thú dần chậm lại, thỉnh thoảng hắn sẽ cầm kiếm đâm vào cúc hoa của nó. Mặc dù yêu thú bị đâm rất nhiều lần nhưng Diệp Huyên vẫn không thể lấy mạng nó, nhưng cũng khiến cho hành động của đối phương chậm lại. Dù sao chỗ đó cũng rất yếu ớt, hơn nữa nó phát hiện, nhân loại trước mặt không chỉ để ý vị trí đó. Hắn còn để ý vị trí đằng trước. Nhiều lần nếu không nhờ nó phản ứng nhanh, e rằng chỗ đó đã bị nhân loại này chém đứt. Cứ vậy, sau khoảng nửa canh giờ, Diệp Huyên tìm đúng cơ hội đâm vào cúc hoa của yêu thú thêm lần nữa. Gào! Yêu thú dùng hai móng vuốt che mông mình lại, sau đó xoay vòng ngay tại chỗ. Khi Diệp Huyên sắp ra tay lần nữa, nó đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Chạy! Diệp Huyên sửng sốt, sau đó định đuổi theo, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, nháy mắt đã biến mất trong màn đêm u tối. Diệp Huyên ngơ ngác, không ngờ nó lại chạy. Do hắn sơ suất, Diệp Huyên lắc đầu, hơi hối hận, khó lắm hắn mới làm nó mệt bở hơi tai. Bây giờ nó lại chạy mất.
Diệp Huyên do dự, cuối cùng vẫn không chọn tiếp tục đi tìm yêu thú đánh nhau. Bởi vì hiện tại thể lực của hắn cũng đã gần như cạn kiệt. Giờ hắn cũng cần nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Huyên xoay người rời đi, nhưng vào lúc này, mặt đất đằng sau hắn đột nhiên rung chuyển. Diệp Huyên nhíu mày quay lại nhìn, khu rừng cách hắn không xa bỗng nhiên sụp đổ, sau đó có một đám yêu thú đông như kiến xông về phía hắn. Trong những con yêu thú dẫn đầu có con bị hắn đánh khi nãy. Nó giận dữ nhìn Diệp Huyên, gầm thét điên cuồng, những con yêu thú còn lại cũng gầm lên, sau đó đuổi theo hắn như điên. Diệp Huyên nhìn bầy yêu thú mà tê cả da đầu. Ít nhất hơn 100 con. Mẹ nó đi gọi người giúp đỡ đây mà. Diệp Huyên quay đầu chạy. Hiển nhiên bầy yêu thú không có ý định dừng lại, chúng đuổi theo như điên. Hơn 100 con yêu thú, ai chịu cho nổi. Diệp Huyên chạy như điên. Không lâu sau hắn gặp Trương Thanh, nàng ta thấy sau lưng Diệp Huyên có nhiều yêu thú thì ngây người, sau đó hỏi, ngươi đã làm gì thế? Diệp Huyên không trả lời, kéo Trương Thanh bỏ chạy. Sau lưng là một bầy yêu thú đuổi theo điên cuồng. Diệp Huyên đang định chạy vào thôn, Trương Thanh bỗng lên tiếng, không thể dẫn chúng tới đó, đi theo ta. Nói xong, nàng ta kéo Diệp Huyên chạy sang phía bên phải. May mà tốc độ của hai người đều rất nhanh, những con yêu thú kia không thể đuổi kịp trong thời gian ngắn, nhưng chúng không từ bỏ. Đặc biệt là con yêu thú dẫn đầu, nó vừa đuổi theo vừa gầm thét như bị điên. Trương Thanh bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng hỏi, những con yêu thú này chưa đánh theo bầy bao giờ, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Diệp Huyên cười ngượng ngùng, không, không làm gì cả. Trương Thanh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi chắc chắn đã làm chuyện gì đó khiến cho con yêu thú kia tức giận. Diệp Huyên, lúc này, bầy yêu thú đằng sau hai người đột nhiên gầm lên, chung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt. Điên hết rồi. Vẻ mặt Trương Thanh hơi khó coi, nàng ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Diệp Huyên chần chừ rồi đáp, ta chỉ đấu tay đôi với nó, sau đó tìm điểm yếu của nó, rồi cứ thế. Trương Thanh trầm giọng, không thể nào. Diệp Huyên đang định nói thì bầy yêu thú đằng sau hai người đột nhiên tăng tốc. Thấy vậy, hai người biến sắc, chúng định không chết không thôi đây mà. Vẻ mặt Trương Thanh u ám, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyên bảo, Trương Thanh cô nương, chúng ta chia nhau ra trốn. Trương Thanh nhìn Diệp Huyên, hắn chạy sang phía bên trái, bầy yêu thú cũng đuổi theo hướng bên trái, không để ý tới Trương Thanh. Hiển nhiên mục tiêu của chúng là Diệp Huyên. Nhìn bầy yêu thú đuổi theo Diệp Huyên, Trương Thanh cau mày, tên này đã làm gì? Chấm chấm chấm. Ở phía xa, Diệp Huyên chạy như điên, bầy yêu thú kia cũng đuổi sát theo sau. Một lát sau, Diệp Huyên đến một đồng bằng, bầy yêu thú sau lưng cũng ngày càng gần hắn. Cứ chạy kiểu này sẽ xong đời. Diệp Huyên sầm mặt lại. Bởi vì thể lực của hắn hiện tại không tốt bằng bầy yêu thú này. Tất cả năng lực đều đã bị phong ấn. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên chợt dừng bước, hắn cắn ngón tay của mình. Một giọt máu chảy xuống từ đầu ngón tay. Diệp Huyên xòe tay ra, giọt máu kia rơi vào trong lòng bàn tay, sau đó hắn nhìn về phía bảy yêu thú, lúc này chúng dừng lại. Tất cả yêu thú đều dừng lại. Tất cả chúng đều đang nhìn giọt máu trong lòng bàn tay của Diệp Huyên. Hơi thở mạnh mẽ. Chúng ngửi thấy mùi của hơi thở mạnh mẽ từ giọt máu đó. Thấy bảy yêu thú dừng lại, Diệp Huyên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ hắn lấy máu của mình ra không phải vì muốn dựa vào huyết mạch chi lực, mà là muốn dựa vào hơi thở của thiên mệnh chân long trong máu. Hắn dung hợp với thiên mệnh chân long, trong máu cũng có hơi thở của thiên mệnh chân long, mà thần thú cấp bậc này nhất định có sức trấn nhiếp rất mạnh. Đúng như dự đoán, sau khi ngửi thấy hơi thở của thiên mệnh chân long trong máu hắn, những con yêu thú kia đều dừng lại. Nhưng con yêu thú đánh nhau với hắn trước đó vẫn muốn ra tay. Tức giận đã làm nó mất lý trí. Nó chỉ muốn giết nhân loại trước mặt mình. Thấy nó dục dịch muốn động, khóe mắt Diệp Huyên khẽ giật, đừng nói con yêu thú này tức điên rồi đấy. Lúc này, con yêu thú kia định xông lên thì bị một con yêu thú bên cạnh nó cản lại. Diệp Huyên thấy thế thì thở phào. Nếu chúng thật sự xông lên, bây giờ hắn không có cách nào chống trả. Thấy những con yêu thú kia không nhúc nhích, Diệp Huyên do dự. Sau đó lùi về sau. Nhưng hắn vừa lùi,
chúng lập tức tiến lên. Diệp Huyên sầm mặt, chúng chưa chịu bỏ qua cho hắn sao? Nhưng những con yêu thú kia không ra tay, hiển nhiên chúng đang kiêng dè điều gì đó, nhưng cũng đang thèm muốn thứ gì đó. Nhìn thấy vẻ thèm thuồng trong mắt đám yêu thú, Diệp Huyên lưỡng lự, sau đó gập ngón tay, giọt máu ở đầu ngón tay bay tới trước mặt chúng, chúng lập tức nhốn nháo. Diệp Huyên quay đầu chạy. Con yêu thú đánh nhau với hắn trước đó đang phân vân, không biết nên đuổi theo Diệp Huyên hay đi giành giọt máu kia, cuối cùng nó chọn đuổi theo Diệp Huyên. Ở phía xa, Diệp Huyên chạy như bay, con yêu thú kia cũng điên cuồng đuổi theo. Sau khoảng 15 phút đồng hồ, Diệp Huyên bỗng dừng lại, hắn nhặt nhánh cây dưới đất lên. Khi nhìn thấy nhánh cây đó, con yêu thú dùng hai tay che mông lại theo bản năng. Diệp Huyên nhếch miệng cười, vừa định ra tay thì con yêu thú quay đầu bỏ chạy. Lúc này nó mới sực nhớ ra đám bạn đằng sau mình không theo tới đây. Nhìn thấy nó chạy trốn, Diệp Huyên ngẩn người, sau đó lắc đầu cười. Hắn không đuổi theo, một con hắn còn đánh được, nếu là hai con thì hắn nuốt không nổi. Diệp Huyên nhìn nhánh cây trong tay rồi lại lắc đầu, lúc này hắn mới phát hiện, sau khi không có thân thể mạnh mẽ và kiếm thiên chu, sức chiến đấu của hắn đã giảm không biết bao nhiêu bậc. Thuần túy. Kiếm đạo thuần túy là gì? Tự mạnh chứ không phải dùng ngoại vật. Kiếm chính là kiếm. Giống như cô gái váy trắng, dù chỉ một sợi tóc cũng có thể giết chết siêu cao thủ. Hắn còn lâu mới làm được điều này. Nhưng may mà hắn không còn mơ hồ về kiếm đạo nữa. Không mơ hồ là được, bởi vì cũng có một phương hướng để đi. Diệp Huyên cầm nhánh cây đi về phía xa, lúc này Trương Thanh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên cười gọi, Trương cô nương. Trương Thanh nhìn Diệp Huyên, người giải quyết chúng bằng cách nào? Diệp Huyên cười, bí mật. Trương Thanh im lặng một lát, sau đó hỏi, người rất muốn đi đấu võ với người khác phải không? Diệp Huyên gật đầu. Hắn không thể ở đây quá lâu, dù sao bây giờ Tiểu Thất đang bế quan, đại thế giới huyền hoàng còn rất nhiều việc cần giải quyết, hơn nữa hắn không biết thần điện sẽ đến khi nào. Trương Thanh bảo, đi theo ta. Dứt lời, nàng ta xoay người đi. Diệp Huyên vội vàng đi theo. Một lát sau, hai người đến thôn lúc đầu, cả thôn chỉ có một mình Trương Thanh. Trương Thanh dẫn Diệp Huyên đi tới trung tâm chính của thôn, ở đó có một truyền tống trận màu xanh. Diệp Huyên hơi tò mò, Trương cô nương, đây là... Trương Thanh trả lời, ở đây có mấy thôn kiểu này, trong những thôn này đều có truyền tống trận giống vậy, cứ 10 ngày sẽ có tài nguyên truyền tống vào. Ngoài thuốc chữa thương còn có một lệnh thách đấu và 10 viên dị tinh. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, vậy chẳng phải là có rất nhiều người ngấp nghé những thôn thế này? Trương Thanh gật đầu. Diệp Huyên coi như đã hiểu tại sao trước đó khi hắn đến, Trương Thanh lại cảnh giác như vậy. Hiển nhiên nàng ta cho rằng hắn đến cướp địa bàn. Lúc này Trương Thanh đột nhiên nói, còn một canh giờ nữa vật tư của ta sẽ đến, trong một canh giờ này có thể sẽ xuất hiện thay đổi dị thường. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, người canh giữ với ta, lát nữa ta cho ngươi lệnh thách đấu, sau đó cho người vài viên dị tinh, thế nào? Diệp Huyên gật đầu, được thôi. Thứ hắn cần bây giờ đó là lệnh thách đấu và dị tinh, sau đó cố gắng rèn luyện bản thân. Mạnh lên! Đây là mục tiêu cuối cùng của hắn bây giờ. Chỉ khi có được thực lực mạnh mẽ mới không bị người khác bắt nạt. Trương Thanh trầm giọng, cẩn thận một chút. Người ở đây đều không phải loại lương thiện. Diệp Huyên gật đầu, hỏi, người mạnh nhất ở đây là ai? Trương Thanh nhìn Diệp Huyên, ta biết ở bên ngoài chắc chắn người có rất ít đối thủ trong thế hệ trẻ, nhưng ở đây không thể so sánh với bên ngoài. Người đừng coi thường khi đối mặt với bất cứ ai ở đây, nếu không người nhất định sẽ chết. Diệp Huyên nặng nề hỏi, ở đây có chết người sao? Trương Thanh tiếp lời, vớ vẩn. Nơi này là cảnh thật chứ không phải thế giới ảo, nếu chết ở đây là chết thật. Hiểu chưa? Diệp Huyên khẽ gật đầu, đã hiểu. Trương Thanh nhìn xung quanh, cẩn thận một chút. Hai người cứ thế bắt đầu chờ đợi. Thời gian dần dần trôi qua, khi còn khoảng nửa canh giờ, một tiếng bước chân bỗng vang lên ở phía xa thôn, sau đó một thanh niên xuất hiện trước mặt hai người. Thanh niên cởi trần, cầm một thanh trường đao. Gã nhìn Diệp Huyên. Cuối cùng rời mắt sang Trương Thanh, cút. Trương Thanh nhìn Diệp Huyên, người này để ta đánh, ngươi nhìn đây. Diệp Huyên gật đầu, ừm.
Trương Thanh lao về phía thanh niên bằng tốc độ cực nhanh, trông như báo săn vồ mồi. Ở phía xa, thanh niên cười dữ tợn rồi di chuyển, nhấc đại đao lên bổ mạnh về phía Trương Thanh ở đối diện. Xoẹt! Đao phá trời cao, âm thanh xé rách vang lên. Ầm! Hai người vừa tiếp xúc nhau đã tách ra, nhưng ngay sau đó Trương Thanh lại xuất hiện trước mặt thanh niên, gã cũng phản ứng rất nhanh, trở tay bổ một đao. Ầm! Trương Thanh lập tức bị đánh bay trở lại chỗ cũ, thanh niên bật nhảy lên rồi bổ mạnh một đao. Trương Thanh né sang bên phải, thanh niên chém xuống, mặt đất bị đao bổ trúng nứt toác ra. Một đao chưa trúng, thanh niên cầm đao chém ngang, đao thế mạnh mẽ đánh úp về phía Trương Thanh. Thấy hai người đánh nhau, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm túc hơn. Mạnh! Hai người đều rất mạnh. Cả hai đều đánh những chiêu cơ bản nhất. Phản ứng và ý thức chiến đấu của họ vô cùng mạnh, không hề hoa mỹ, chiêu nào chiêu nấy đều tấn công thẳng vào chỗ hiểm. Cách thức đơn giản nhất thiên hạ. Nếu hai người này đánh nhau bằng thực lực thật sự chắc chắn sẽ trời long đất lở. Diệp Huyên nhìn lướt qua chung quanh, phải nói nơi này đúng là một nơi thích hợp rèn luyện. Mọi người đều rất công bằng, không có bất kỳ ngoại vật hay chỗ dựa nào, tất cả đều dựa vào chính mình. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên nhìn sang bên phải. Ở đó có một bóng dáng lao về phía hắn với tốc độ nhanh như gió, cực kỳ nhanh. Lại đến. Diệp Huyên nheo mắt, xông qua đấm một cú. Bùm. Cú đấm này bị hụt, lúc này hắn thấy bụng đau đớn, ngay sau đó một tia sáng lạnh chém về phía cổ hắn, nhưng nó đột nhiên dừng lại, bởi vì một tay Diệp Huyên tung chiêu khỉ trộm đào. Nhưng khi tay Diệp Huyên chụp lấy nơi nào đó, hắn sững sờ. Không có đào. Phẳng. Khi Diệp Huyên đang ngơ ngác, hắn chợt thấy bụng đau đớn, ngay sau đó hắn lùi lại mấy trượng. Hắn chưa dừng lại, một cơn gió mạnh đã ập tới trước mặt hắn. Diệp Huyên biến sắc, hai tay đan chéo vào nhau, sau đó chặn về phía trước. Ầm! Một tiếng nổ vang dội vang lên, Diệp Huyên lại lùi về sau mấy trượng. Hắn vừa dừng lại, bên phải đã vang lên một âm thanh xé rách chói tai. Đây là một cú đá ngang. Diệp Huyên ngửa người ra sau, người nọ lập tức đá hụt, lúc này Diệp Huyên đứng thẳng dậy, sau đó đụng về trước. Ầm! Một bóng người lập tức lùi lại mấy trượng. Diệp Huyên nhìn về phía đối diện, trước mặt hắn là một cô gái, nàng ta mặc váy dạ hành, khuôn mặt như vẽ, ánh mắt lạnh lẽo hàm chứa sát ý. Bởi vì Diệp Huyên vừa chạm vào chỗ không nên chạm. Diệp Huyên chậm rãi siết chặt tay phải, hắn không dám coi thường nữ nhân này. Phải nói là không thể coi thường tất cả những người ở đây. Lúc này, người đàn ông cầm trường đao cách đó không xa giận dữ, Thiền U, sao vẫn chưa giết hắn? Cô gái nhìn gã, chú ý cách dùng từ của ngươi. Nói xong, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, trong nháy mắt thân thể nàng ta đột nhiên trở nên hư ảo. Diệp Huyên nheo mắt, xòe tay ra, một nhánh cây xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, ngay sau đó hắn đâm nhanh về trước. Một nhát đâm nhanh cực kỳ bình thường. Nhất kiếm phá chi. Bùm. Tiếng nổ vang dội chợt vang lên trước mặt Diệp Huyên, hai người lùi nhanh lại cùng lúc. Trong lúc lùi, cô gái tên là Thiền U đột nhiên biến mất không còn bóng dáng. Ở phía xa, Diệp Huyên xoay người đâm một nhát. Ầm. Một bóng người lùi nhanh lại. Đó là Thiền U. Sau khi dừng lại, Thiền U lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, kiếm tu. Giọng nàng ta khá nặng nề. Kiếm tu. Có thể nói sức chiến đấu của kiếm tu là cực kỳ cao trong giới võ giả, đặc biệt là những kiếm tu mạnh. Diệp Huyên không trả lời Thiền U, hắn nhìn về phía Trương Thanh cách đó không xa. Lúc này nàng ta và người đàn ông cầm trường đao đang giằng co với nhau, hai người không ai làm được gì ai. Diệp Huyên nhìn Thiền U, nếu đánh tiếp, mọi người nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Thiền U siết chặt tay phải. Diệp Huyên cười, bỗng nhiên hắn biến mất ngay tại chỗ. Nếu đối phương không chịu dừng tay, đương nhiên hắn sẽ chủ động tấn công. Kiếm quang như sấm, chớp nháy rồi biến mất ngay. Suy, tiếng xé gió vang lên. Khi Diệp Huyên biến mất, Thiền U cũng biến mất theo, từng làn bóng mờ lập tức bao vây lấy Diệp Huyên và kiếm quang của hắn. Suy suy, tiếng xé gió không ngừng vang lên, Diệp Huyên và Thiền U đánh nhau vô cùng kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, Diệp Huyên càng đánh càng hăng. Tàn nhẫn. Trước đây ở Thanh Thành, hắn đã hiểu ra một điều,
đó là nhất định phải đủ tàn nhẫn khi đối xử với kẻ địch. Hai người quyết sống chết, thường là so ai tàn nhẫn hơn. Cứ thế này, sau khoảng nửa canh giờ, truyền tống trận cách đó không xa đột nhiên chấn động dữ dội, sau đó có một chiếc hộp màu đen xuất hiện bên trong truyền tống trận. Nhìn thấy chiếc hộp đen này, mắt người đàn ông cầm trường đao cách đó không xa lập tức lóe lên vẻ tàn nhẫn, sát ý trong mắt càng nồng đậm. Trong mắt Trương Thanh cũng tràn đầy sát ý. Ở nơi này, vật tư là thứ vô cùng quan trọng, nàng ta sẽ không thoái lui dù chỉ nửa bước. Trong nháy mắt, hai người lại lao vào đánh nhau. Diệp Huyên nhìn Thiền U trước mặt mình, bỗng nhiên hắn biến mất, nhánh cây trong tay đâm thẳng vào nàng ta. Khi Diệp Huyên biến mất, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện thêm vài cái bóng quỷ dị. Diệp Huyên khép hờ hai mắt, đâm trái đâm phải liên tục, chỉ chốc lát những cái bóng kia đã tan thành mảnh nhỏ, lúc này Thiền U đã lùi về sau mấy trượng, nàng ta không dám đến gần Diệp Huyên. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn Thiền U, đột nhiên hắn biến mất. Suy! Một tia kiếm quang lóe lên, tiếng xé rách không khí vang vọng. Thiền U ở đối diện Diệp Huyên biến sắc, nàng ta không dám đỡ nhát kiếm này của hắn nên lùi lại lần nữa. Kiếm của Diệp Huyên không phải dễ đỡ. Nói một cách đơn giản, nàng ta không muốn cược cả mạng sống của mình, vì dù có thắng, nàng ta cũng sẽ bị người khác xử. Một chút vật tư, không đáng giá. Nghĩ tới đây, Thiền U xoay người rời đi. Lúc này, người đàn ông cầm trường đao cách đó không đột nhiên nói, cô qua giữ chân nữ nhân này. Thiền U lạnh lùng nhìn gã, thông minh lên chút có được không? Nói xong, nàng ta bước nhanh biến mất trong màn đêm tối. Thấy vậy, vẻ mặt của người đàn ông cầm trường đao cực kỳ khó coi, gã quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Huyên, tên rác rưởi, ông đây ghim ngươi rồi đó. Dứt lời, gã quay đầu rời đi. Lúc này, Diệp Huyên bất chợt xuất hiện trước mặt người đàn ông cầm trường đao. Hắn nhìn gã đang định lên tiếng thì Diệp Huyên đã biến mất ngay tại chỗ. Người đàn ông nheo mắt, cầm trường đao vung mạnh về trước. Xoẹt! Đao xé không khí, tiếng xé gió vang lên. Diệp Huyên không đỡ một đao kia, hắn nghiêng người, đao chém hụt vào không khí. Gần như cùng lúc đó, trường kiếm trong tay hắn chém ngang vào bụng gã. Người đàn ông cũng phản ứng rất nhanh, khi kiếm của Diệp Huyên chém về phía gã đột nhiên rút đao về cản lại. Người đàn ông cầm trường đao lùi nhanh lại. Diệp Huyên không bỏ qua cho gã, hắn bật nhảy lên, nhẹ nhàng chém một nhát về phía gã. Sau khi được 6 cao thủ kiếm tông dạy bảo ở kiếm tông, trình độ kiếm đạo của hắn đã đạt tới chân cảnh, không chỉ vậy, hắn còn biết thêm rất nhiều kiến thức về kiếm đạo. Có thể nói, trình độ kiếm đạo của hắn đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Ý thức chiến đấu của hắn cũng không thiếu. Đoạn đường này không phải hắn đi, mà nhờ đánh mới có được. Thấy một kiếm của Diệp Huyên bay tới, người đàn ông cầm trường đao biến sắc. Lần này gã không đỡ chiêu mà chọn tấn công, gã cầm trường đao bổ mạnh về trước. Dồn hết toàn lực. Nhát đao ấy nặng tựa vạn cân. Diệp Huyên không lùi mà tiến, kiếm đâm thẳng vào mũi đao khiến trường đao run rẩy kịch liệt, lúc này lực lượng trong nó lập tức hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, một lực lượng mạnh mẽ đánh vào cánh tay của gã. Thanh trường đao rơi khỏi tay gã, văng thẳng ra ngoài. Người đàn ông cầm trường đao hốt hoảng, vừa định lùi lại thì kiếm của Diệp Huyên đã dí vào cổ gã. Gã nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nhất kiếm phá vạn pháp. Trình độ kiếm đạo chân cảnh. Gã nói tới đây thì tạm dừng, sau đó lại nói, các hạ, lời lẽ của Phương Thốn đã đắc tội rồi, xin thứ lỗi cho. Diệp Huyên ngẩn ra. Tên này chịu thua. Hắn vốn định giết luôn, nhưng không ngờ đối phương lại chịu thua. Lúc này, người đàn ông cầm trường đao lại nói, nếu các hạ bằng lòng tha cho ta một mạng, ta sẽ giao ra tất cả tài sản của mình. Diệp Huyên nhìn gã, ta giết ngươi cũng sẽ lấy được. Trương Thanh ở bên cạnh chợt lên tiếng, người giết gã là xong hết đấy. Vì đa số mọi người đều cất tài nguyên ở. Lúc này Diệp Huyên cầm kiếm chém một nhát. Xoẹt! Đầu người đàn ông cầm trường đao văng ra ngoài. Giọng Trương Thanh im bặt. Diệp Huyên nhìn Trương Thanh, mặc dù tài nguyên tốt, nhưng ta không muốn để lại bất cứ tai họa nào. Phong cách làm người của hắn là hắn sẽ không tùy ý đắc tội người khác, nhưng nếu ai làm địch với hắn, hắn nhất định sẽ chém tận giết tuyệt, không để lại bất kỳ tai họa nào.
Hơn nữa, người đàn ông cầm trường đao này tiến được lùi được, loại người này đáng sợ nhất. Nếu tha cho đối phương một mạng, không chừng lúc nào đó trong tương lai gã sẽ cho hắn một đòn chí mạng. Trương Thanh nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên lục soát người gã, nhưng ngoại trừ thanh đao, hắn không tìm được gì cả. Lúc này Trương Thanh lên tiếng, ở bên ngoài, thanh đao đó là đồ bỏ đi, nhưng ở đây nó có thể là một món thần binh, người hiểu ý của ta không? Nghe Trương Thanh nói vậy, Diệp Huyên lập tức hiểu ra. Nơi đây không phải bên ngoài, như Trương Thanh nói, nếu ở bên ngoài thanh đao này là miếng sắt vụn, nhưng ở đây, nơi mà mọi người đều bị phong ấn tu vi, thanh đao này chính là một món thần binh lợi khí. Diệp Huyên vội vàng cất đao đi. Trương Thanh bảo, đi theo ta. Dứt lời, nàng ta dẫn Diệp Huyên đi đến truyền tống trận cách đó không xa. Nàng ta mở hộp ra, bên trong có một miếng lệnh bài to bằng lòng bàn tay, ngoài ra còn có 30 viên dị tinh màu tím đậm và một số vật phẩm khác. Trương Thanh đưa tấm lệnh bài và 10 viên dị tinh cho Diệp Huyên, của ngươi này. Diệp Huyên cũng không từ chối, hắn cất lệnh bài và dị tinh đi, sau đó hỏi, Trương cô nương, nếu đấu thắng thì có phần thưởng không? Trương Thanh gật đầu, có, sẽ được đối phương đưa dị tinh. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Trương Thanh hỏi, người định đi ngay bây giờ à? Diệp Huyên gật đầu, ta muốn chiến đấu. Trương Thanh nhìn Diệp Huyên, ta dẫn người đi. Diệp Huyên cười, vậy làm phiền Trương cô nương. Trương Thanh không nói gì nữa, dẫn Diệp Huyên đi về phía xa. Sau khi hai người ra khỏi thôn và đi khoảng một canh giờ, cuối cùng Diệp Huyên cùng nhìn thấy võ đài tỷ thí khổng lồ lơ lửng giữa không trung, phía dưới còn có mấy người, nhân số không nhiều, chỉ có hơn 10 người, đa số họ đều rất trẻ. Trương Thanh bên cạnh Diệp Huyên nhẹ giọng nói, những người này có thể nói là những người trẻ tuổi xuất sắc nhất của vũ trụ tứ duy chúng ta. Họ đến từ nhiều vũ trụ khác nhau, ai cũng là người đứng đầu của một vũ trụ, thế lực đằng sau họ cũng không đơn giản, bởi vì không có thể lực lớn mạnh chống lưng thì không thể đến đây. Nói tới đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi có thể lên được hạng nhất. Thấy Trương Thanh không nói tiếp, Diệp Huyên hỏi, lên được hạng nhất thì thế nào? Trương Thanh trả lời, ngươi sẽ giành được rất nhiều lợi ích mà ngươi không thể chối từ, có điều muốn lên được hạng nhất, khó. Khó. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn võ đài trên không trung, lúc này trên đó đang có hai người đánh nhau kịch liệt. Sau một lúc quan sát, Diệp Huyên nhìn sang Trương Thanh cô nương, lên được hạng nhất là phải đánh bại tất cả mọi người sao? Trương Thanh gật đầu, gần giống thế. Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn võ đài, lẩm bẩm, vậy thì giành hạng nhất thôi. Giành. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ cong lên, bây giờ hắn như đang chiến đấu. Chiến đấu điên cuồng. Diệp Huyên hắn không muốn dựa vào người khác. Tư tưởng của kẻ mạnh. Trước đây hắn khá là tùy duyên. Không có mục tiêu quá lớn, nhưng bây giờ hắn muốn mạnh lên. Không thể dựa vào người khác nữa. Diệp Huyên đi về phía võ đài. Diệp Huyên không phát hiện, lúc này tâm cảnh của hắn đã bắt đầu thay đổi. Hắn rất ít khi tranh giành. Tranh giành. Người sống thì nhất định phải tranh giành. Không tranh không phải là không muốn tranh với thế gian mà là bất tài. Không nói đến người tu đạo, chỉ là người phàm tục bình thường cũng phải tranh giành. Không tranh giành thì làm sao để thay đổi vận mệnh được. Không tranh thì làm sao để bản thân mình sống tốt hơn chứ. Mà người tu đạo nếu không tranh, thì làm sao chống lại được trời. Làm sao chống lại được vận mệnh. Tranh giành. Người tu đạo, phải có nhiệt huyết đấu tranh. Hắn của trước đây, không suy nghĩ nhiều về việc trở nên mạnh mẽ, chính xác mà nói là rất ít khi chủ động tranh giành gì đó. Bởi vì theo hắn thấy, chỉ cần bảo vệ tốt muội muội và người thân là được rồi. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, người sống thì nhất định phải tranh giành chút gì đó. Cho dù là tranh đấu, bản thân không muốn mình cứ được người khác che chở mãi. Không muốn là mỗi khi có chuyện thì lại là cô gái váy trắng hoặc người nào khác đến giúp giải quyết. Dựa vào chính mình, tranh giành. Đột nhiên một luồng kiếm ý mạnh mẽ xuất hiện quanh người Diệp Huyên, kiếm ý này càng lúc càng mạnh. Nhưng rất nhanh đã biến mất. Lúc này, bản thân Diệp Huyên cũng không phát hiện ra, kiếm đạo chi tâm của mình đã xảy ra sự thay đổi về bản chất. Ngộ. Nhiều lúc khi một người đã lĩnh ngộ được thì đó chính là một khởi đầu hoàn toàn mới. Mà lúc này,
cuộc tỉ võ trên võ đài đã kết thúc. Diệp Huyên bay đến trên võ đài, có một ông lão ở bên cạnh võ đài, ông lão ngồi trên ghế như thể đã rơi vào giấc ngủ say. Trương Thanh đã nói, ông lão trước mặt này chính là chủ quản ở đây. Diệp Huyên đi đến trước mặt ông lão, khẽ thi lễ tiền bối, vãn bối đến thách đấu. Nói rồi hắn bỏ dị tinh và lệnh thách đấu lên trên bàn trước mặt ông lão. Ông lão liếc nhìn, sau đó vung tay phải, những dị tinh kia lập tức bị ông ta thu lấy. Rồi hai mắt ông lão lại nhắm lại. Diệp Huyên sững người. Đây là sao? Lúc này, Trương Thanh xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhẹ nhàng kéo tay áo Diệp Huyên, tỏ ý Diệp Huyên đi cùng nàng ta. Diệp Huyên do dự chốc lát sau đó cũng gật đầu. Hai người rời khỏi võ đài tỉ võ. Bên dưới, Diệp Huyên không hiểu hỏi, ông ấy có ý gì? Trương Thanh trầm giọng, ta quên nói với ngươi một chuyện. Mỗi lần tỉ võ, ông lão này đều muốn chút lợi ích. Lợi ích? Diệp Huyên hỏi, mỗi người đều phải đưa sao? Trương Thanh lắc đầu, về chuyện này, có một vài thiên tài yêu nghiệt, ngay cả là ông ta cũng không dám đắc tội, ông ta chỉ làm như vậy với mấy người mới đến, hoặc là một vài người mà thế lực sau lưng không quá mạnh thôi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hiểu rồi. Nói rồi, hắn đi về phía ông lão. Trương Thanh kéo Diệp Huyên lại, ngươi làm gì? Diệp Huyên nói, lấy lại đồ của ta. Trương Thanh nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi điên rồi sao? Ngươi đi đòi thì chính là tự tìm đường chết. Diệp Huyên giang tay nói, vậy phải làm thế nào? Trương Thanh thấp giọng nói, ngậm bồ hòn thôi. Diệp Huyên tức giận nói, ngậm con khỉ. Nói rồi hắn quay người đi, đi thẳng đến chỗ ông lão. Ngậm bồ hòn. Đương nhiên hắn hiểu, hiện tại lúc này, chịu thiệt là lựa chọn tốt nhất. Nhưng, hắn ngậm không nổi cái này. Chịu thiệt chính là thừa nhận sợ hãi, bây giờ thừa nhận sợ sệt thì hắn sẽ phải nín nhịn đến uất ức. Cục nghẹn này, phải nhổ ra. Thấy Diệp Huyên đi về phía ông lão, Trương Thanh lắc đầu, ngu dại. Diệp Huyên làm như vậy, không chỉ không đòi được đồ của mình mà còn đắc tội người ta, thậm chí có thể sẽ không còn mạng. Làm người, có nhiều lúc phải cúi đầu. Ở phía xa, Diệp Huyên lại quay lại trên võ đài kia. Lúc này một vài người cũng nhìn sang Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn ông lão, cười nói tiền bối có còn cần dị tinh không? Ông lão liếc nhìn Diệp Huyên, người trẻ tuổi, người chắc chắn. Diệp Huyên nhếch miệng cười, ngay sau đó, hắn ôm cái bàn trước mặt đập mạnh về phía ông lão. Thấy vậy, mọi người trong sân đều ngây người. Tên nhóc này muốn làm gì chứ? Trương Thanh ở bên dưới cũng ngơ ngác nhìn Diệp Huyên, tên này. Ông lão không ngờ Diệp Huyên lại đột nhiên ra tay, nhưng ông ta phản ứng cũng không chậm, lập tức lùi về sau, tức khắc đã tránh được một chiêu này của Diệp Huyên. Cái bàn kia lập tức hóa thành bụi tàn, mà Diệp Huyên cũng không hề dừng lại, hắn lấy ra thanh trường đao kia lập tức chém về phía ông lão. Bù! Mũi đao lướt qua, tiếng xé rách vang lên. Ông lão nheo hai mắt, ông ta khẽ nghiêng mình lập tức tránh né đao này, cùng lúc đó... Tay trái ông ta lướt mạnh về phía Diệp Huyên, vừa lướt đến không gian nơi cánh tay lướt qua giống như bị rút cạn, vang lên từng đợt âm thanh kinh người. Mà Diệp Huyên dường như đã dự đoán trước, tay phải lập tức đánh mạnh đến trước mặt ông lão. Lấy thương đổi thương. Thấy vậy, ông lão nheo mắt, ông ta không lựa chọn lấy thương đổi thương, lập tức rút tay về che ở phía trước. Ông lão trực tiếp lùi ra ngoài cả mấy trượng. Mà khi ông ta vừa dừng lại thì một thanh đao lớn đã chém đến trước mặt ông ta. Ánh mắt ông là chợt lạnh lẽo, tay phải ông ta vươn về phía trước, khi lòng bàn tay sắp tiếp xúc với mũi đao của Diệp Huyên, đột nhiên lòng bàn tay bẻ ngoặt, sau đó đánh ra một chưởng vào thân đao của thanh đao trong tay Diệp Huyên. Trường đao lập tức bị đánh lệch, cùng lúc đó, ông lão bước nhanh về phía trước, đánh thẳng một quyền đến trước mặt Diệp Huyên. Tay trái Diệp Huyên lập tức đánh mạnh một quyền. Ngay sau khi một tiếng nổ vang vọng vang lên, hai người vừa chạm đã tách ra. Rất nhanh sau đó hai người đã dừng lại, hai bên cách nhau cả mấy trượng. Trong sân, những người kia cũng đã ngây người. Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, người muốn làm gì? Diệp Huyên không nói lời thừa thãi, hắn vươn người lên, cả người giống như một quả pháo phóng về phía ông lão. Ông lão nheo mắt. Chân trái lùi về sau nửa bước, tay phải rụt ra sau,
ngay sau đó tay phải ông ta đánh mạnh ra một quyền. Ầm, một quyền này trực tiếp khiến không gian từng nơi nó đi qua đều rung chuyển, thanh thế kinh người. Nhìn thấy một quyền này, sắc mặt Diệp Huyên bình tĩnh, đột nhiên, hắn cầm trường đao trong tay điểm về phía trước. Lấy đao làm kiếm. Một đao này trực tiếp đâm vào chỗ hở của ông lão, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, đao của Diệp Huyên trực tiếp chặt đứt ngón tay ông ta, sau đó đâm thẳng vào ông lão. Chân phải ông lão đạp mạnh, lùi về sau mười mấy trượng. Mà lúc này, tay phải ông ta chỉ còn lại hai ngón tay. Ông lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi là kiếm tu. Ngươi! Ngay lúc ấy, đột nhiên Diệp Huyên vươn người, đại đao hung mãnh chém xuống. Bù! Một âm thanh bén nhọn lại vang lên. Sắc mặt ông lão thay đổi hẳn, lần này, ông ta không dám đỡ lấy đao của Diệp Huyên mà lại lùi về sau. Bởi vì tên nhóc trước mặt này căn bản không phải là đao tu, hơn nữa, mỗi một đao của đối phương thoạt nhìn như mãng phu, thật ra lại ẩn giấu kiếm chiêu, nếu đỡ lấy, một khi sơ suất có thể sẽ chết. Tốc độ ông lão rất nhanh, chớp mắt đã lùi ra đến mấy trượng. Một đao này của Diệp Huyên lại chém vào hư không. Mặc dù chém không nhưng Diệp Huyên lại rất hưng phấn. Vừa rồi hắn phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị. Kiếm lưu ẩn. Gọi là đại đao nhưng thực ra là kiếm chiêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 69.